Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện đăng hoa tiếu của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 96, Thu Nguyệt. Thu càng thêm lạnh, trong tiểu viện lá rụng đầy thềm. Trong phòng của vương phi vương phủ, ánh sáng vàng nhạt chiếu qua khe cửa sổ. Phương Tư cắt ngắn bắc đèn trên bàn rồi lại đóng cửa đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại bóng dáng mờ nhạt dưới ánh nến. Bùi Vân Thư ngồi bên cạnh giường, nhẹ nhàng đong đưa cái nôi bên cạnh, bé gái trong nôi ngủ say, dù chỉ mới nửa tháng tuổi, khuôn mặt nhăn nhúm đã dần mở ra, trắng trẻo hồng hào, chỉ có điều vẫn còn nhỏ xíu, không nhìn ra là sinh non bùi vân thư cười nói em xem con bé này ngủ say trông như con mèo nhỏ vậy có phải là mũi miệng giống em nhiều hơn không người thanh niên đang đổ nước vào bình nước nóng nghe vậy liền hư một tiếng vậy thì không tốt lắm rồi quay sang cúi xuống nhìn kỹ bé gái trong nôi bình phẩm quả thật không có chút giống nào với cha nó bùi vân thư liếc mắt trách móc quay đầu nhìn bé gái đang ngủ càng nhìn càng vui mừng ngày ấy ép sinh Em còn lo lắng không đủ tháng thì sao? Bây giờ xem ra cũng yên tâm phần nào rồi. Những ngày này, mấy vị ngự y của y quan viện đã đến xem, đều nói rằng đứa bé rất khỏe mạnh, lại ăn ngủ tốt. Về phần độc tố tiểu nhi sầu, tuy chưa hoàn toàn trừ hết, nhưng theo lời của Lục Đồng, hiện tại không còn nguy hiểm đến tính mạng. Nghĩ đến Lục Đồng, Bùi Vân Thư bỗng mở miệng, "A doanh, lần này thật sự nhờ Lục đại phu" Lục đại phu là ân nhân cứu mạng của Bảo Châu. Em nghĩ ngày Bảo Châu đầy tháng, mời Lục đại phu đến phủ một chuyến. Lần trước nàng ấy đi vội vàng, em còn chưa kịp cảm ơn. Bùi Vân ảnh cười một tiếng, "Được thôi." rồi đưa bình nước nóng đã đổ đầy cho Bùi Vân thư. Bùi Vân thư cầm lấy ôm vào tay, trời dần lạnh, ban đêm đã cảm thấy hơi lạnh. Lục Đồng không cho phép đắp chăn nhiều lớp cho sản phụ. Nhưng các bà vú trong phủ kiên trì rằng phụ nữ sau sinh không thể bị lạnh. Cuối cùng, hai bên thỏa thuận, tuy không đặt lò sưởi trong phòng, cũng không cần đắp ba lớp chăn bông. Chị, Bùi Vân Ảnh đột nhiên mở lời. Gì thế? Anh không nói ngay, chỉ ngồi trước bàn, không biết đang nghĩ gì. Im lặng một lúc, rồi nói, chị có muốn rời khỏi vương phủ không? Bùi Vân Thư sững sờ. Dường như một điều cấm kỵ không lời đã bị nhắc đến, căn phòng rơi vào im lặng. Những ngày này, Vương Mộ Sinh chưa từng xuất hiện. Ban đầu là do Bùi Vân Ảnh cho người canh giữ trước cửa phòng Bùi Vân Thư, Vương Mộ Sinh đã tức giận mấy ngày, đe dọa sẽ vào cung tố cáo, yêu cầu hoàng thượng trừng phạt Bùi Vân Ảnh vì hành vi ngông cuồng. Nhưng không biết Bùi Vân Ảnh đã nói gì với hoàng thượng, Vương Mộ Sinh không nhận được lệnh trừng phạt nào đối với Bùi Vân Ảnh sau khi trở về phủ vương mộ sinh dứt khoát không vào phòng bùi vân thư nữa một là vì bùi vân thư sinh con gái điều này trong mắt vương mộ sinh không quan trọng hai là hắn muốn dùng cách này để chút giận lên bùi vân thư hắn không thể làm gì được bùi vân ảnh nhưng có thể lạnh nhạt bùi vân thư hắn lạnh nhạt bùi vân thư cả vương phủ đều biết sau khi vương phi sinh con gái vương gia chưa từng bước vào phòng vương phi Bùi Vân Thư lại quen chịu đựng, chỉ biết nuốt nỗi khổ vào lòng. Sự tức giận mà Vương Mộ Sinh phải chịu đựng từ Bùi Vân Ảnh, hắn muốn gấp đôi sỉ nhục Bùi Vân Thư để lấy lại thể diện. Hắn luôn như vậy, gió lạnh bên ngoài thổi vào, ngọn đèn trong phòng lay động, nụ cười của Bùi Vân Thư tắt dần, ánh mắt có chốt buồn bã. Bùi Vân Ảnh ngồi trước bàn nhỏ, thờ ơ gạt nhẹ ngọn đèn trước mặt. Anh nói, dù không vì bản thân, chị không định nghĩ cho bảo châu sao ánh mắt anh dừng lại trên cái nôi dừng lại trên bé gái giống như con mèo nhỏ chị muốn con bé sống trong sự hiểm nguy bùi vân thư run rẩy toàn thân từ khi nàng gả vào vương phủ sự lạnh nhạt và sỉ nhục của vương mộ sinh đối với nàng nàng không hề quan tâm dù sao vương mộ sinh cũng không dám xé rách mặt với nhà họ bùi bùi trọng không quan tâm đến niềm vui nỗi buồn của nàng chỉ cần nàng còn giữ được vị trí vương phi là đủ. Bùi Vân Thư cũng nghĩ như vậy, sống từng ngày giống nhau suốt nhiều năm qua. Nhưng từ khi có Bảo Châu, mọi chuyện đã khác. Bảo Châu còn trong bụng mẹ đã phải chịu đựng ác ý của thế gian, vậy tương lai dài đằng đẵng, nàng muốn Bảo Châu luôn bị ác ý rình rập sao? Thật là tàn nhẫn. Bùi Vân Thư cúi đầu, nhìn bé gái trong nôi, mắt dần rưng rưng, nhẹ giọng nói, anh ta sẽ không viết giấy ly hôn. Vương Mộ Sinh là người rất giữ thể diện, bị Bùi Vân Ảnh bắt đi người yêu, lại mất mặt trước hạ nhân trong phủ, lòng hắn chắc chắn đầy tức giận, sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng. Vương Mộ Sinh sẽ không đánh nàng, chỉ lạnh nhạt, để nàng sống mòn trong vương phủ, dần dần héo mòn thành một vũng nước chết. Giấy ly hôn. Anh cười lạnh, ánh mắt lạnh lẽo như nước tuyết, hắn mơ tưởng bùi vân thư giật mình ta muốn hắn phải cung kính tiễn chị ra khỏi phủ không dám nói xấu một lời bùi vân thư cau mày cảm thấy bất an anh định làm gì đừng làm bừa nàng do dự một lúc hơn nữa phụ thân hôn nhân của gia đình quý tộc đôi khi bản thân cuộc hôn nhân lại là điều không quan trọng nhất một khi nàng rời khỏi vương phủ mối quan hệ giữa hai nhà bùi mộ phải được xem xét lại chị không cần lo chuyện này để em lo. Anh đứng dậy, bước đến bên cây nôi, vuốt ve má bé gái. Bé gái cảm nhận được, phát ra tiếng kêu khe khẽ. Anh liền rút tay lại, nhìn bé gái trong nôi mỉm cười. Chị chỉ cần chuẩn bị thiệp mời cho tiệc đầy tháng. Nhớ rằng, vị lục đại phu rất bận rộn, lại không thích phú quý, chưa chắc sẽ đến dự tiệc. Lồng mi anh khẽ rủ xuống, che đi sự cuồn cuộn trong mắt, chỉ mỉm cười nói, nên gửi thiệp sớm trong đại lao của ti hình mục, đêm khuya đặc biệt yên tĩnh. Đuốc trên tường cháy lặng lẽ, bóng đổ trên đất kéo dài ra, càng vào sâu, bóng tối càng sâu, chỉ có ánh trăng mờ ảo xuyên qua khe cửa sổ trên tường, trải một lớp sương lạnh trên đất. Trong đống cỏ khô có người co do, quần áo tả tơi, đầu tóc bù xù, hai tay chôn trong đống cỏ khô, cố dùng cỏ ẩm để chống lại cây lạnh của đêm trong mục. Bước chân vang lên, trong đêm tĩnh mịch đặc biệt rõ ràng phạm chính liêm chờ mình không mở mắt giờ này chắc là cai ngục đi tuần tra bước chân dừng lại trước cửa ngục tiếp theo là tiếng khóa cửa loảng xoảng ai đó đang mở cửa sắt của nhà ngục phạm chính liêm lờ đờ ngồi dậy dưới ánh sáng mờ mờ nhìn về phía trước thấy một cai ngục đang quay lưng đóng cửa lại hắn thấy mặt cai ngục lạ lẫm không phải là kẻ lúc nào cũng vinh váo bèn nghi ngờ lại thấy người này nhìn hắn, khẽ gọi, Phạm Đại Nhân. Phạm Chính Liêm run lên, không kìm được, vội đứng dậy, thử hỏi, có phải người của tề phu? Cai ngục gật đầu, Phạm Chính Liêm tức thì mừng rỡ. Từ khi gặp Kỳ Xuyên lần trước, hắn đã mòn mỏi chờ đợi. Tuy nhà họ tề coi nhà họ lục như con kiến, nhưng tề thái sư yêu thương con cái, chắc chắn không để chuyện ảnh hưởng đến danh tiếng của con trai chỉ cần hắn đưa ra dẫn chứng nhà họ lục dù phủ thái sư không giúp ít nhất cũng không thờ ơ hắn nghĩ vậy ai ngờ mấy ngày trôi qua kỳ xuyên không thấy đâu phạm chính liêm vừa nghi ngờ kỳ xuyên không làm theo lời hắn tìm đến phủ thái sư vừa lo lắng phủ thái sư biết chuyện lại không để tâm cuối cùng vẫn sẽ lạnh nhạt với hắn chờ đợi mấy ngày dần dần thất vọng đến khi chính hắn cũng tuyệt vọng không ngờ đêm nay lại có người đến hắn đã đặt cược đúng, ông trời vẫn đứng về phía hắn Phạm Chính Liêm. Cảm tạ đại nhân giúp đỡ, hắn vội vàng cúi đầu bày tỏ lòng biết ơn, đồng thời lại thấy nghi ngờ. Hắn nhờ kỳ xuyên truyền lời cho phủ thái sư chỉ là một cái cớ, hắn nghĩ phủ thái sư sẽ ra tay, nhưng không phải ngay lúc này, càng không ngờ đối phương sẽ đích thân cử người tới. Hắn nén nghi ngờ trong lòng, hỏi người trước mặt, đại nhân có mang lời nhắn gì cho hạ quan không? Cai ngục lắc đầu. Vậy đây là... Xuyệt đối phương ra hiệu im lặng, Phạm Chính Liêm lập tức không dám nói gì thêm. Do tính chất phức tạp của vụ án, hắn được sắp xếp ở căn buồng ngục trong cùng của ti hình ngục, xung quanh không có tù nhân nào. Cai ngục ra hiệu cho hắn đi ra cửa. Đây là... vượt ngục. Phạm Chính Liêm ngớ người. Hắn muốn phủ thái sư ra tay giúp đỡ, với địa vị hiện nay của tề thái sư, chỉ cần nói một lời trước mặt hoàng thượng, vụ án sẽ có chuyển biến. Nhưng đối phương lại trực tiếp đưa hắn ra khỏi ti hình ngục, tuy cũng có thể giữ mạng, nhưng sau này hắn không thể xuất hiện công khai trước mọi người, càng không thể trở lại con đường quan trường. Phạm Chính Liêm không cam lòng, nhưng tình thế hiện tại không thuận lợi, đành phải cúi đầu. Hắn đành nén lời muốn nói, bước về phía cửa ngục, ánh trăng theo sau hắn, đổ bóng đen thẫm lên mặt đất, hắn đi được hai bước, chợt thấy có gì đó không ổn. Không đúng. Nếu Phủ Thái Sư thực sự muốn cứu hắn, sao lại cử người đến đích thân? Vụ án này quan trọng, biết bao con mắt dõi theo. Nếu hôm nay hắn ra khỏi cửa ngục, cả thành sẽ lùng sục. Phủ Thái Sư không sợ dính vào rắc rối sao? Hắn thắt lòng, còn chưa kịp quay đầu, cổ họng đã đau nhói, dây thừng to bằng ngón tay cái siết chặt cổ họng hắn. Không, tiếng kêu của hắn tan biến trong bóng tối, đôi tay cố gắng chạm vào sợi dây thừng ở cổ. Điên cuồng đạp chân, cố thoát khỏi sự kìm kẹp của đối phương, nhưng lực này quá nhỏ bé trước sức mạnh của kẻ kia. Hắn thậm chí không nhìn thấy khuôn mặt của đối phương, nước mắt sợ hãi trào ra, hắn không hiểu sai lầm nằm ở đâu, hắn lấy được lá thư của nhà họ Lục, dù phủ thái sư không ra tay giúp đỡ, nhưng trước khi lá thư xuất hiện, sao họ lại mạo hiểm giết người, chẳng lẽ không sợ thư truyền khắp nơi. Sức mạnh ở cổ ngày càng tăng, hắn dần cảm thấy ngạt thở. Nước mắt chảy dài, muốn xin tha, muốn hét lên, gọi những người khác trong mục, dù chỉ một người cũng được, nhưng hắn không thể phát ra âm thanh nào, chỉ tuyệt vọng cảm nhận sinh lực đang dần trôi đi. Hắn hối hận rồi, không nên chọc vào phủ thái sư, không nên lấy lá thư, xa hơn, không nên khi tên lục kia tìm đến hắn, lại sinh lòng tham, thông báo cho nhà họ Tề. Khi nhận được lời buộc tội, hắn bắt tên kia vào ngục, dùng cực hình. Tên kia Tên lục đó tên là gì nhỉ? Có lẽ vì sinh lực đang dần mất đi, tầm nhìn hắn bắt đầu mở đi. Trong bóng tối mơ hồ, hắn thấy người đó. Chàng trai mặc áo cũ, không che giấu được tài năng, đôi mắt sáng rực như chứa lửa giận. Hắn chặn kiệu của hắn, đưa ra những chứng cứ từng cái một từ huyện nhỏ nghìn dặm xa xôi lặn lội đường xa đến, quỳ trước mặt hắn cầu xin, xin đại nhân trả lại công bằng cho chị tôi lúc đó hắn đang vội đến một bữa tiệc không kiên nhẫn đối phó nhưng khi nghe ba chữ phủ thái sư liền dừng lại phủ thái sư đó là mối quan hệ cầu cũng không được một ân tình như vậy sau này con đường quan lộ sao không thông hắn tính toán bao nhiêu lợi ích có thể nhận được không thấy nước mắt và phẫn nộ của chàng trai kia chỉ là bị làm nhục chỉ là chết một người phụ nữ chỉ là gia đình một thầy giáo có gì đến mức vậy Thường dân đấu với quan, cuối cùng chỉ mình chịu thiệt. Hắn nhìn thẳng lưng của chàng trai, suy nghĩ rằng đó đúng là một kẻ đọc sách lơ ngơ, không biết khó khăn của đời. Hắn thân mật đỡ người dưới đất đứng lên, giận dữ nói, hành động ngang ngược như vậy, yên tâm, bản quan nhất định trả lại trong sạch cho chị ngươi. Quay đầu liền báo việc này cho phủ thái sư. Nhưng chàng trai kia cũng có chút thông minh, không biết từ đâu biết được kế hoạch của hắn trốn thoát ngay dưới mũi hắn. Hắn đã hứa với tề công tử, phải có lời giải thích, không còn cách nào phải dán thông báo truy nã, trời không phụ lòng người, hắn đã bắt được. Chú của chàng trai đó đã giao hắn trở lại. Chỉ vì một trăm lượng bạc, hắn nhìn người bị trói như thấy kho báu mất rồi lại tìm lại, lòng đắc ý, nhìn xem, thường dân là như vậy, cho họ chút ngọt ngào, họ sẽ làm tất cả. Hắn đem họ lục về ngục, hắn đã không nhớ rõ mặt mũi của người đó đối với hắn chàng trai chỉ là viên đá lót đường cho con đường quan lộ của hắn là tấm gương cho nhà họ tề là cỏ rác là côn trùng là mọi thứ không đáng kể hắn chưa bao giờ coi thường dân như họ là gì dù cả nhà họ lục gộp lại cũng chỉ là vài mạng sống hèn mọn không tạo được sóng gió gì chỉ cần hắn muốn có thể dễ dàng cho họ chịu khổ nhưng không biết tại sao lúc hấp hối hắn lại thấy rõ bóng dáng của người đó chàng trai đứng trước mặt hắn trong mục tối tăm áo cũ không che nổi cốt cách thanh tú phạm chính liêm luôn không thích người đọc sách hắn ghét sự cao ngạo của họ ghét họ tự cho mình là đúng ghét trong ánh mắt của họ hắn chỉ là một tên quan ô uế không có giá trị gì chàng trai sắp bị treo cổ trước cái chết không sợ hãi chỉ bình tĩnh nói trời đất không thiên vị nhân quả không sai, tù ngục lâu dài, cuối cùng sẽ có ngày sáng tỏ. Hắn nhìn Phạm Chính Liêm, ánh mắt khinh miệt, Phạm Chính Liêm, người sẽ bị báo ứng. Người sẽ bị báo ứng. Hắn mở to miệng, hai tay tuyệt vọng chộp lấy không khí. Các, có tiếng gãy nhẹ. Tiếp theo là tiếng động, có thứ gì đó bị ném xuống đất, bốc lên chốt bụi. Ai đó bước qua đống cỏ khô, ngục trở lại yên tĩnh chỉ còn người trên đất như con chó chết nằm đó, xiềng xích áo tù, đầu nghiêng về phía cửa sổ nhỏ trên tường, mắt mở to, phản chiếu bóng tối của mặt trăng. Mặt trăng chảy ra từ đôi mắt khô khốc, qua quán rượu trong phố phường Thịnh Kinh, bớt đi chốt âm khí. Trong quán nhân hòa, đêm nay rất náo nhiệt. Quán rượu chật kín chỗ ngồi, người ồn ào, đỗ trường khanh gọi mọi người ngồi quanh bàn, nhìn một bàn đầy rượu thịt thở dài tiệc trung thu ngày 15, tháng 9 mới có thể ăn. May mà không có trăng để thưởng thức, nhưng món ăn còn đó, không coi là lãng phí. Khách ở bàn bên cạnh đang bàn tán về vụ án gian lận khoa cử, nói về học giả sống lại từ cõi chết, nói về những tin đồn gần đây về phủ thái sư, cuối cùng là về quan sự án từng được ca ngợi, giờ bị giam cầm. Phạm Chính Liêm trước đây ở Thịnh Kinh rất đắc ý, chỉ trong vài năm đã lên làm quan sự án, tôi còn tưởng đường làm quan của ông ta sẽ còn lên nữa, ai ngờ cái gọi là vinh hoa phú quý như quả cầu lăn biến đổi khôn lường. đúng vậy, tưởng làm quan là leo thang mà lên sao, không leo vững, ngã chết cũng không biết. những lời bàn tán náo nhiệt vượt qua bàn ăn, chui vào tay lục đồng, cô không biểu lộ cảm xúc, thần sắc trầm tư. cô đã cho người đồn thổi gần nhà kỳ xuyên rằng triều đình định điều tra lại vụ gian lận khoa cử. Kỳ Xuyên lo sợ sẽ tự tìm đường thoát, và cách an toàn nhất là khiến Phạm Chính Liêm không thể nói gì. Cô muốn mượn tay Kỳ Xuyên giết người, không ngờ Kỳ Xuyên cũng nghĩ vậy, càng không ngờ Kỳ Xuyên Lan truyền tin đồn về phủ thái sư. Thật tuyệt vời, dù phủ thái sư nghĩ gì, với danh dự bị tổn hại, nhà họ Tề chắc chắn sẽ không tha cho Phạm Chính Liêm. Kết cục của Phạm Chính Liêm có thể đoán được. Phạm Chính Liêm dùng tiền thường dụ dỗ Lưu Khôn, khiến Lục Khiêm bị thân nhân phản bội. Nay cô dùng lợi ích dụ dỗ Kỳ Xuyên, khiến Phạm Chính Liêm bị thuộc hạ phản bội. Phạm Chính Liêm dùng mạng sống của gia đình họ Lục để leo lên nhà họ Tề. Cô dụ dỗ Kỳ Xuyên để Kỳ Xuyên dùng mạng sống của Phạm Chính Liêm làm tấm gương leo lên chỗ khác. Phạm Chính Liêm cho Lục Khiêm nếm đủ khổ trong tù, cô để Phạm Chính Liêm cũng làm tù nhân trong mục. Trước vụ án khoa cử, Lục Đồng đã gặp Lưu Khôn, biết được tội ác của Phạm Chính Liêm với Lục Gia, Ngân châm hỏi cô, cô định làm gì? Định hạ độc lấy mạng hắn sao? Lục Đồng đáp, hắn là quan, giết hắn quá phiền phức, tôi có kế hoạch khác. Cô không định ra tay trực tiếp, giết Phạm Chính Liêm, hắn vẫn là thanh liêm chính trực, không chừng còn có người thương tiếc hắn. Phạm Chính Liêm muốn thăng quan tiến chức, cô sẽ khiến hắn mất quan lộ, Hắn muốn danh tiếng thanh cao, cô sẽ khiến hắn tiếng xấu lan xa, người người phỉ nhổ. Cô muốn những gì hắn khó nhọc xây dựng đều tan thành mây khói, muốn người mà Phạm Chính Liêm đầu hàng tự tay tiễn hắn. Trong mắt Phạm Chính Liêm, gia đình họ Lục như cỏ rác, cô muốn hắn hiểu rằng trong mắt những kẻ ở trên cao hơn, hắn cũng chỉ là cỏ rác mà thôi. Đỗ Trường Khanh kêu lên, tiệc trung thu mà ăn đến tận tháng 9, chẳng cũng không tròn nữa, ăn chẳng có vị gì thật là lỗ. Lục đồng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, có trăng mà. Đỗ trường khanh, không có sao. Đã qua rằm, trăng không còn tròn sáng, như lưỡi dao mỏng sắc bén, lấp lánh ánh bạc trên trời, muốn chặt đứt mọi oan khuất thế gian. Trong sảnh đông đúc, thực khách nâng chén, không biết chúc mừng điều gì. Lục đồng cúi đầu, ánh trăng xa xăm đổ xuống ly rượu, gợn lên chút sóng nhẹ. Tôi thấy hôm nay trăng đẹp hơn. Cô nâng chén, mỉm cười uống cạn. mươi 97, xoay vai. Khi tin tức về cái chết của Phạm Chính Liêm trong nhà tù được truyền đến, trời vừa bắt đầu mưa. Bà quá tôn đến cửa hàng may đối diện để mua vải, nhưng bị cơn mưa bất ngờ chặn lại. Bà ngồi dưới mái hiên trước cửa hàng chờ mưa tạnh, vừa ăn hạt dưa vừa kể cho mọi người trên phố Tây những tin tức vừa nghe được. Vị Phạm Thanh Thiên của Viện Thẩm Hình đã tự sát vào đêm qua. Có lẽ do đã quen sống trong sự xa hoa nên không chịu nổi cực hình trong tù, hoặc có lẽ do tự biết tội lỗi quá nặng, khó tránh khỏi cái chết. Vị quan nổi tiếng thanh liêm, từng đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp, đã dùng thắt lưng của mình để treo cổ tự sát trên xà nhà trong tù vào đêm qua. Buổi sáng, khi cai ngục đến tuần tra, thấy một vật dài lắc lư trong bóng tối, khi đến gần mới phát hiện đó là một người chết. Bà Quá Tôn kể chuyện một cách sống động, như thể chính mình đã chứng kiến, lưỡi dài ra, mắt trợn trừng, thật đáng sợ. Nói là lúc chết, mắt hắn trông như nhìn thấy quỷ đòi mạng. Đáng thương thay, Phạm Chính Liêm làm quan thanh liêm suốt đời, đã giải quyết không ít vụ án oan, không ngờ cuối cùng lại trở thành tù nhân tự sát trong tù vì tội lỗi của mình. Thật sự đáng tiếc. Bà Tống phì một tiếng, mắng, đáng đời. Ai bảo hắn tỏ vẻ cao quý? Sau lưng lại thông đồng với những kẻ xấu xa, chúng ta sống đã không dễ dàng, họ còn muốn nắm giữ cả Trường Thi, không cho chúng ta sống à? Chết đi là tốt, chết như vậy còn nhẹ cho hắn. Nhà bà Tống cũng có một đứa con trai, vài năm nữa cũng sẽ thi cử để tìm kiếm công danh, khi biết đến vụ án ô uế của Trường Thi, tự nhiên rất tức giận. Nghe vậy, những người ban đầu cảm thấy tiếc nuối cũng không còn nhiều, đồng loạt gật đầu đồng ý, đúng vậy đáng đời. Có người nói, vị tú tài của hàng cá tươi chết rồi vào điện Diêm Vương cũng được sống lại, chỉ vì nhà làm việc thiện có phúc. Không biết họ Phạm khi xuống âm phủ sẽ bị phán xử thế nào, liệu có được thả lại vì công lao trước đây không? Vô Thượng Thiên Tôn, lão hạ Mù không biết từ khi nào đã chen vào, nhắm mắt làm vẻ tính toán, nói, "Điều đó không thể. Ta tính họ Phạm chính liêm cả đời đầy tội nhiệt, nợ nghiệp oan mạng, một khi xuống âm phủ, chắc chắn bị Diêm Vương đẩy xuống địa ngục, đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh. Mọi người nghe xong, lập tức hứng thú, vây quanh lão hạ, câu chuyện từ Phạm Chính Liêm truyền dần sang chọn đất phong thủy tốt để chôn cất sau khi chết. Lục đồng nhìn những người trước cửa hàng may đối diện nói chuyện sôi nổi, cầm lấy chiếc ô cạnh tường và chuẩn bị ra ngoài. Đỗ trường khanh gọi lại, đang mưa, định đi đâu? Lục đồng, đi mua ít táo tàu. Ngân tranh cười giải thích, đã đến tiết hàn lộ, cô muốn làm chút viên táo tàu để bán. Bà Tống nói cửa hàng trái cây trên phố tước có bán táo tàu to và đỏ, chúng tôi đi xem thử. Liên quan đến việc làm thuốc, Đỗ Trường Khanh không nói gì thêm, chỉ dặn dò, trên núi Vọng Xuân có người chết, kẻ giết người vẫn chưa bị bắt, đừng đi lung tung. Lục Đồng đáp lại, cùng Ngân tranh che ô ra ngoài. Bên ngoài trời đang mưa, một màn trắng xóa. Đến tháng 9, trời hoàn toàn lạnh, đã có chút hơi hướng của mùa đông. Đá xanh bị mưa phun làm ướt, mang theo một lớp lạnh ẩm ướt. Có lẽ vì mưa, vô tước không nhộn nhịp như thường lệ, cửa hàng ở góc phố dỡ bỏ một nửa cửa, vài người đàn ông khỏe mạnh đang vào ra chuyển đồ. Lục đồng dừng bước trước cửa hàng mì lưu ký. Mưa phùn như tơ, khiến tấm bảng hiệu lưu ký hơi ướt, có vẻ như vừa được sơn lại, đỏ như máu làm cho cửa hàng vắng lặng thêm phần kỳ dị thê lương. Bà chủ cửa hàng bánh ngọt bên cạnh đang ngồi trên ghế trước cửa bóc hạt rẻ, nhìn lục đồng và ngân tranh một cái, hỏi, cô đang tìm người. Ngân tranh chỉ vào cửa hàng trống trước mặt, nói, đây trước là tiệm mì phải không? Mì lươn ở đây ngon lắm, sao không còn ai nữa? Bà lưu à, bà chủ tiệm nhăn mặt, đóng cửa rồi. Ngân tranh hỏi, bao giờ mở lại? Không mở lại nữa, bà chủ tiệm phủi tay người chết rồi còn mờ gì nữa lục đồng không nói gì bước vào tiệm bánh ngọt chọn vài miếng bánh táo bà chủ tiệm thấy vậy đứng lên lấy cân ngân tranh tranh thủ cười hỏi nhà họ lưu gặp chuyện gì vậy cô nhà tôi rất thích ăn mì lươn của họ bà chủ tiệm cân bánh táo đứng trước quầy gói giấy dầu nghe vậy nói người đàn ông nhà lưu ký chết trên núi tháng trước kẻ giết người đến giờ vẫn chưa tìm ra Hai đứa con cũng vào tù. Lục Đồng đưa tiền, sao cha gặp chuyện, con lại bị bắt? Chuyện khác nhau, bà chủ tiệm lau tay vào áo, nhận tiền cất đi, rồi hạ giọng, đã nghe về vụ gian lận thi cử chưa? Đã nghe. Con trai thứ hai nhà họ Lưu cũng tham gia thi năm nay, người thay thế thi đỗ có tên cậu ta. Đó chưa phải tất cả, quan phủ tra xét, phát hiện con trai cả nhà họ Lưu cũng từng đi cửa sau để thi đỗ một khi bị lộ cả hai anh em đều vào tù bà chủ tiệm nói chuyện với giọng khinh bỉ khi con cả đỗ lưu ký và vương xuân chi không ngừng khoe khoang trước mặt chúng tôi còn nói đợi con thứ hai làm quan rồi sẽ chuyển đến thành nam làm ăn hừ khinh ai chứ tôi nói chưa thi đã khoe khoang hóa ra là đã có người thay thế thi đỗ thật không biết xấu hổ có vẻ nhà họ lưu không được lòng người xung quanh xảy ra chuyện mọi người đều đến xem náo nhiệt Lục đồng cúi đầu, vậy cửa hàng này. Bán rồi, hai đứa con đều vào tù, phải có tiền lo liệu, nghe nói người mua biết bà ta cần tiền, cố tình trả giá rất thấp. À, bà chủ tiệm bất ngờ nhìn ra cửa, nói với lục đồng, cô xem, chẳng phải họ đến rồi sao? Lục đồng quay đầu nhìn. Phố tước rộng rãi, trong mưa phùn, một nhóm binh lính áp giải xe tù đến, người trên xe tù đeo gông xiềng, đầu bù tóc rối đó là những kẻ gian lận trong vụ thi cử. Những kẻ gian lận bị gông xiềng và bêu diếu trong ba tháng, trước đó họ vẫn là những học trò, nay thì nhục nhã mất mặt. Hai bên đường dần tụ lại đám đông, đứng xa xa chỉ trỏ những tội nhân. Cuối xe tù, hai tội nhân quần áo tả tơi, mang gông xiềng, một người cố gắng dùng tay lau nước mưa trên mặt, nhưng do bị gông xiềng cản trở, đành nghiêng đầu dùng mắt chui vào xe. Đó là Lưu Tử Hiền và Lưu Tử Đức. Vụ gian lận bị lật lại, Lưu Tử Đức vào tù, rất nhanh đã liên lụy đến Lưu Tử Hiền. Chớ trêu tay, người nghèo bị tội luôn dễ dàng hơn người giàu. Hai anh em nhà họ Lưu gần như bị bắt ngay lập tức. Tiếng cười của phụ nữ vang lên. Lục Đồng chăm chú nhìn. Bên cạnh xe tù của hai anh em họ Lưu còn có một người phụ nữ hình dạng thảm hại. Người phụ nữ này mặc áo vải thô dài, đã đầy vết bẩn mất một chiếc giày thần sắc điên dại cười khúc khích theo sau xe tù vừa vỗ tay vừa cười con tôi đỗ rồi con tôi đỗ rồi tôi sắp làm quan bà sau này làm mệnh phụ ngân tranh ngạc nhiên đó không phải là tiếng của bà chủ tiệm bánh ngọt vang lên anh em nhà họ lưu bị đẩy đi lính bà vương xuân chi biết được thì phát điên hàng ngày bà ta đi lang thang sau xe tù gặp ai cũng nói con bà đã đỗ thật đáng thương lục đồng nhìn vương xuân chi xe tù từ từ lan bánh đến gần những tội nhân cúi đầu hoặc đôi mắt vô hồn như bù nhìn anh em nhà họ lưu đứng ngơ ngác trong mắt cạn khô như vũng nước chết nói rồi mà nói rồi mà đại nhân nói sẽ cho chúng ta làm quan đại nhân nói lời giữ lời con tôi sắp đỗ rồi khúc khích vương xuân chi cười đi qua lục đồng không thèm nhìn cô một cái lục đồng cúi đầu Kỳ thi lần này ở tịnh Kinh, Hoàng gia phẫn nổ, hình phạt rất nặng. Thi sinh liên quan sẽ bị bêu diếu trong 3 tháng, sau đó bị lưu đẩy đến nơi xa xôi, chịu chăm roi trước khi đến đầy. Gia đình họ lưu tuy nghèo, nhưng bà Vương Xuân Chi luôn nuông chiều con cái. Anh em nhà họ lưu được nuông chiều, không thể làm việc nặng, e rằng không thể sống đến nơi lưu đầy. Có lẽ vì vậy mà bà Vương Xuân Chi tức giận đến mức mất trí. Mất trí lục đồng siết chặt gói giấy dầu trong tay người dân huyện thường vũ nói trước khi mẹ cô qua đời bà cũng mất trí ngày ngày điên cuồng cầm chiếc trống lắc lúc còn nhỏ của ba anh em ngồi bên sông tự nói một mình cô không biết mẹ lúc đó đau đớn thế nào chỉ nhớ rằng mẹ cô hiếm khi thấy mẹ thực sự lo lắng tức giận mẹ cô luôn rộng lượng vui vẻ bình dị như một dòng sông dài bao dung mọi điều không như ý trên đời nhưng dòng sông đó đã vỡ vụn gia đình tan nát xương thịt chia lìa đó là những gì mẹ cô phải chịu đựng lúc đó mất cả người lẫn của họa vô đơn trí đó cũng là những gì bà vương xuân chi đang phải chịu đựng cô không thể gặp lại mẹ nữa nhưng trên đời này có người đau như mẹ điên như mẹ có thể thấy rằng trong sự mờ mịt có nhân quả lục đồng nhìn bóng dáng của chiếc xe tù dần đi xa trong mắt lạnh lẽo ngân tranh lấy gói giấy dầu từ tay cô đưa ô cho cô, kéo tay cô định quay về. Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa gấp gáp, kèm theo tiếng la mắng của phu xe, lục đồng ngừng đầu lên, thấy cuối phố có một chiếc xe ngựa đang lao tới, trang trí tinh tế, lao như gió qua phố. Ngân tranh sợ hãi, vội vàng kéo lục đồng tránh sang bên. Xe ngựa vừa lướt qua hai người, bánh xe bắn bùn đầy người đi đường. Ngân tranh tức giận, đây. Lục đồng bỗng nhìn chiếc xe ngựa đang chạy xa. Mái che xe ngựa tinh xảo, rộng rãi và lộng lẫy, lâu rồi cô đã nhìn thấy một lần ở bảo hương lâu. Đó là xe ngựa của phủ thái sư. Trời âm u, mưa thu giả dích, phố phường đông đúc, cô nhìn chằm chằm vào chiếc xe ngựa đang đi xa, như thể muốn nhìn thấu qua màn mưa, qua rèm xe dày nặng, qua dòng người tới lui, nhìn rõ khuôn mặt người ngồi trong xe. Cho đến khi bên cạnh có tiếng đàn ông lạ vang lên, cô nương. Lục Đồng giật mình, quay đầu lại. Cách cô hai bước, có một thanh niên mặc áo trắng đứng đó, phần lớn y phục trước ngực đã ướt mưa, chiếc ô của cô đang đẩy vào ngực đối phương, nước mưa lạnh chảy từ cánh hoa mộc cần xinh đẹp trên ô xuống ngực đối phương. Chắc là lúc cô tránh xe ngựa không chú ý, ô trong tay chọc vào người đi đường. Lục Đồng nói, xin lỗi tưởng đối phương sẽ mắng vài câu không ngờ chỉ nghe một tiếng không sao lục đồng ngẩng đầu nhìn rõ mặt đối phương thì không khỏi giật mình người đàn ông có dáng vẻ như ngọc tóc đen cài châm ngọc áo trắng làm nổi bật lên vẻ thanh cao tao nhã thấy lục đồng thu ô lại người đàn ông tự mình dương ô khẽ gật đầu rồi đi ngang qua cô không nói thêm một câu lục đồng đứng yên nhìn theo bóng dáng của người đàn ông ô trong tay nghiêng nước mưa chảy xuống đọng thành một vũng nhỏ trên đất ngân tranh nhìn thanh niên và tiểu đồng dần đi xa rồi quay lại nhìn lục đồng có chút lạ lùng cô nương cô biết người này sao dù thanh niên đó có đẹp đẽ xuất trần đến đâu nhưng không đến mức nhìn người ta đến mức ngẩn ngơ vị tiểu thư nhà họ bùi còn đẹp hơn nhiều nhưng cô nhà mình nhìn họ vẫn như nhìn khúc gỗ lục đồng tu lại ánh mắt lắc đầu che ô cẩn thận đi thôi cùng lúc đó tiểu đồng đi trong dòng người nhìn vết bẩn trên ngực nam tử không nhịn được nói một bộ y phục đẹp đẽ bị làm bẩn như vậy thật là lại quay đầu nhìn tức giận nói xe ngựa phủ thái sư càng ngày càng kiêu ngạo không sợ đụng phải người đi đường nam tử nói được rồi tiểu đồng không dám nói thêm chỉ hỏi công tử lát nữa còn phải về hàn lâm y quán y phục này không sao Thay bộ khác là được. Khi Lục Đồng trở lại y quán, mưa đã gần tạnh. Trước cửa cây mận rụng lá đầy đất, không còn tươi tốt như mùa hè, trơ trọi, báo hiệu mùa đông sắp đến. Ngân Tranh mang táo và bánh táo vào sân nhỏ, Đỗ Trường Khanh đang nằm dài trong quán, thấy Lục Đồng trở về, lườm cô một cái, muốn nói lại thôi. A à, Thành thì vui vẻ gọi, "Lục đại phu." Lục Đồng hỏi, "Sao vậy?" chàng trai trẻ vòng ra từ bên trong, đưa một lá thư cho lục đồng, mắt sáng rực, thiệp mời của phủ quận vương gửi cho cô. Phủ quận vương, lục đồng cúi đầu, mở thiệp ra, thấy đó là một tấm thiệp mời. Vương phi của văn quận vương, bùi vân thư, định tổ chức lễ mừng đầy tháng cho tiểu thư mới sinh vào ngày 15 tháng này, vì lục đồng đã giúp sinh nở cho bùi vân thư, phủ quận vương đặc biệt gửi thiệp mời, mời lục đồng đến dự lễ đỗ trường khanh liếc mắt nhìn lục đồng dội nước lạnh đừng vội vui mừng theo tôi thì đừng đi dự lễ đầy tháng lần trước cô đi giúp sinh nở vừa giải độc vừa dục sinh cứu được vương phi mẹ con không chừng lại đắc tội với người khác chúng ta không có quyền lực cô là một đại phu đến đó làm bia ngắm tưởng mạng mình cứng quá sao anh ta lại ho hai tiếng nói thật thân thích của người ta tặng quà đắt đỏ cô không có tiền tặng quà Tôi sẽ không cho vay để cô bày trò, đừng có mơ." Lục Đồng nghĩ ngợi một lát, thu thiệp lại, kéo màn đi vào sân nhỏ. Đỗ Trường Khanh dài cổ gọi, "Này, vẫn đi à?" "Đi chứ." Anh ta tức giận, "Đi gì mà đi? Cô đi làm gì, đừng đi gây rắc rối." Lục Đồng trả lời bằng giọng bình tĩnh, "Không phải đi gây rắc rối, mà đi tặng quà." Chương 98: Lễ đầy tháng. Vào ngày 15 Trời sáng sớm đã có nắng. Nhưng đã qua tiết Hàn lộ, gần đến tiết Lập đông, ánh nắng mặt trời chiếu vào người cũng mang theo một lớp lạnh nhạt, không thấm vào trong áo. Lục Đồng đến phủ Quận Vương từ rất sớm, khi lễ đầy tháng vẫn chưa chính thức bắt đầu. Ngân Tranh không đi cùng, Lục Đồng để cô ấy ở lại y quán giúp đỡ. Thị nữ thân cận của Bùi Vân Thư, Phương Tư, thấy Lục Đồng đến, cười kéo cô vào trong viện, Lục đại phu đến đúng lúc tiểu thư vừa mới tỉnh, mời ngài vào xem. Kể từ khi Lục Đồng giúp Bùi Vân Thư sinh con thành công, người trong viện Bùi Vân Thư đối xử với Lục Đồng cực kỳ kính trọng. Lục Đồng theo phương tư vào viện, vừa bước vào nhà, đã nghe thấy tiếng khóc vang của đứa bé. Bùi Vân Thư đang bế đứa bé từ nôi lên, thấy Lục Đồng đến gần, liền đưa đứa bé cho Lục Đồng, cười nói, Lục Đại Phu cũng ôm Bảo Châu một chút. Lục Đồng nhận lấy đứa bé, cúi đầu nhìn, lúc mới sinh, cô bé này như một con mèo yếu ớt, tiếng khóc cũng nhỏ, nhưng sau một tháng, đã tròn trịa, đầy đặn hơn nhiều, ôm trong lòng có cảm giác nặng hơn, không còn yếu đuối như lúc mới sinh. Bùi Vân Thư đặt tên cho cô bé là Bảo Châu, mang ý nghĩa là ngọc quý trong tay, báu vật trong lòng, đứa bé này không dễ gì mà có, khi sinh lại vô cùng nguy hiểm, cái tên này rất phù hợp. Khương ảnh nhỏ giọng nói, lục đại phu chất độc trong người tiểu thư. Lục Đồng kiểm tra tình trạng của Bảo Châu, rồi đặt cô bé lại vào nôi, nói: "Tình trạng đã khá hơn rất nhiều so với trước đây." Mọi người trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm. Dạo gần đây, các ngự y trong Hàn Lâm Y Viện cũng đã đến khám, đều nói rằng Bảo Châu rất khỏe mạnh, điều này càng làm cho Bùi Vân Thư lo lắng hơn. Bây giờ cô ấy không còn tin tưởng vào ngự y trong cung nữa, mà tin tưởng vào lời nói của Lục Đồng nghe chính tay lục đồng nói không có vấn đề gì lớn cô ấy mới yên tâm phần nào trên bàn đặt những món quà của lễ đầy tháng lục đồng từ trong tay áo lấy ra một phong bao đưa cho bùi vân thư nói vương phi đây là tấm lòng của dân nữ bùi vân thư ngẩn ra có lẽ vì đang mang thai và mới sinh con suy nghĩ không được như trước người bên cạnh cũng quên nhắc nhở cô những người đến dự lễ đầy tháng đều là những người giàu có trong phong bao không thiếu những món quà quý giá, mà Lục Đồng bình thường chỉ ngồi khám bệnh trong y quán, với số tiền hàng tháng của cô, thật sự là một gánh nặng. Cô ấy đang do dự, nghe thấy Lục Đồng nói, quả mọn chỉ là một chuỗi tiền mừng, mong Vương Phi không chê. Tiền mừng là những đồng tiền đồng được bao bọc bằng dây vàng bạc, Bùi Vân Thư thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nhận lấy, cười nói, tôi thay bảo châu cảm ơn tấm lòng của Lục Đại Phu. Lục Đồng mỉm cười. Vì giờ lành chưa đến, lễ đầy tháng còn phải chờ một chút, những vị khách quý cũng chưa đến, Bùi Vân Thư mời Lục Đồng ngồi, rồi gọi phương tư đi pha trà. Lục Đồng ngồi xuống trước bàn nhỏ, thấy Bùi Vân Thư tràn đầy sức sống, hôm nay vì lễ đầy tháng mà đặc biệt mặc một chiếc áo bào màu tím hoa hồng, búi tóc nhẹ nhàng, làm cho cô ấy trông hồng hào, thần sắc mềm mại, so với lần đầu gặp đã tốt hơn nhiều có vẻ như tháng qua đã sống rất tốt. Bùi Vân Thư vừa chơi đùa với Bảo Châu trong tay nôi, vừa nói với Lục Đồng, dạo gần đây công việc trong phủ bận rộn, tôi lại lo lắng cho bệnh tình của Bảo Châu, không kịp cảm ơn Lục Đại Phu. Định nhờ A Ảnh mang quà đến nhà, nhưng anh ấy lại ra khỏi thành từ hôm trước chưa về, nên mới chậm trễ. Lục Đồng cúi đầu, nhận chén trà nóng từ tay Phương Tư, người thầy thuốc cứu người là bổn phận, Vương Phi không cần cảm ơn. Bùi Vân Thư cười nhìn cô, cô và A Anh là bạn, gọi tôi là Vương Phi thì xa lạ quá, cô có thể gọi tôi là chị. Lục Đồng siết chặt tay cầm chén trà, một lúc sau cô nói, Vân Thư tỉ. Bùi Vân Thư không để ý, chỉ tò mò nhìn cô, trước đây tôi không biết Lục Đại Phu là bạn của A Anh. Nghe A Anh nói, Lục Đại Phu mới đến Thịnh Kinh khoảng nửa năm. Lục Đại Phu là người ở đâu? Lục Đồng đáp, tôi là người tô nam tô nam bùi vân thư lẩm bẩm a ảnh vài năm trước cũng đã đến tô nam cô nhìn lục đồng như phát hiện ra điều gì ngạc nhiên nói hai người quen nhau ở tô nam lục đồng lắc đầu không phải vậy hai người tôi mới đến thịnh kinh không lâu trên đường gặp chuyện a ảnh đã giúp tôi một lần cô nói nhẹ nhàng nhưng bùi vân thư lại cười thật có duyên Lục Đồng không hiểu có duyên trong lời nói của Bùi Vân Thư là gì, chỉ nghe cô ấy tiếp tục hỏi: "Tôi thấy Lục đại phu tuổi còn trẻ mà y thuật đã trên cả các ngự y trong Hàn Lâm y viện. Năm nay cô bao nhiêu tuổi?" "Qua năm sẽ 17." Mắt Bùi Vân Thư sáng lên, lẩm bẩm: "Nhỏ hơn a ảnh 4 tuổi." Cô lại nhìn Lục Đồng, cười hỏi: "Không biết Lục đại phu đã đính hôn chưa?" Lục Đồng, cô hiếm khi không nói nên lời vị vương phi này giờ đây trông không giống như lần đầu gặp, không còn chút nghiêm túc, mà là nhiệt tình thân thiện đến mức khiến người ta cảm thấy khó xử. Một lát sau, Lục Đồng nói, tôi đã đính hôn. Nụ cười trên mặt Bùi Vân Thư khựng lại. Tôi đã có hôn phu, cô nói. Nụ cười trên mặt Bùi Vân Thư trở nên gượng gạo, một lát sau, như để xoa dịu không khí, cô nói, cũng phải, Lục Đại Phu thông minh xinh đẹp như vậy, chắc chắn có nhiều người đến cầu hôn cô ấy còn muốn hỏi thêm nhưng lục đồng đã ngắt lời xin lỗi hỏi một câu vương phi đã tìm ra ai là người hạ độc tiểu thư chưa bùi vân thư khựng lại lục đồng nghiêm túc nhìn cô con búp bê bằng đất có chứa độc tiểu nhi sầu đã khiến mẹ con bùi vân thư trúng độc lâu ngày lục đồng không còn cách nào khác phải thúc đẩy sinh con sớm nghe bùi vân thư nói con búp bê đó là do văn quận vương tặng cho cô ấy mặc dù mục thăng không thích vợ mình nhưng cũng không có lý do gì để hại đứa con ruột của mình nhưng những ngày này trong phủ quận vương dường như không có chuyện lớn gì xảy ra sắc mặt bùi vân thư trở nên khó xử chỉ cười khổ lắc đầu không có phủ quận vương chỉ lớn như vậy muốn tìm ra kẻ hạ độc không khó nhưng bùi vân thư nói vậy chắc chắn là có lý do lục đồng suy nghĩ một lát lại hỏi còn chắc phi thì sao hôm đó tôi giúp vương phi sinh con đã làm mất lòng chắc phi cô nói rất khéo léo hôm đó mạnh tích nhan điều động lính vệ phủ đến mục đích là muốn giết lục đồng nếu không có bùi vân ảnh đến kịp thời không biết hậu quả sẽ ra sao hôm nay lục đồng không thấy bóng dáng mạnh tích nhan trong phủ không biết có phải do cô tưởng tượng nhưng dường như người hầu trong phủ đối xử với Bùi Vân Thư cũng kính trọng hơn nhiều. Nụ cười trên mặt Bùi Vân Thư phai đi, nói, cô ấy bị cấm túc rồi, cô không cần lo lắng. Trong lòng lục đồng có chút đồng. Ngày hôm đó, Bùi Vân Ảnh bắt giữ Mạnh Tích Nhan, nhưng bây giờ Mạnh Tích Nhan vẫn bình yên trong phủ, chỉ bị cấm túc, có vẻ như Văn Quận Vương vẫn bảo vệ Mạnh Tích Nhan. Vị chắc phi này quả thật rất được sùng ái. Bùi Vân Thư tỉnh táo lại, lắc đầu nói, đừng nói những chuyện đó nữa. Tôi thấy giờ lành đã gần tới, Lục Đại Phu, cô cùng tôi chuẩn bị một chút đi. Lễ đầy tháng luôn luôn náo nhiệt. Ở Thịnh Kinh, sau khi sản phụ sinh con được một tháng, sẽ mời người thân và bạn bè đến tham dự lễ đầy tháng của đứa trẻ. Những gia đình giàu có thường nấu nước nóng có thêm hương liệu, cùng với quả, tiền, hành, tỏi, vàng bạc, châu báu và các vật quý giá khác đổ vào chậu, bên ngoài chậu dùng nhiều tấm lụa màu quấn quanh, gọi là bao chậu. Dùng châm vàng khuấy nước, gọi là khuấy chậu, người xem sẽ giải tiền vào trong nước, gọi là thêm chậu. Sau khi tắm cho đứa trẻ xong, sẽ cạo tóc sơ sinh, tóc sơ sinh sẽ được bỏ vào một chiếc hộp nhỏ bằng vàng bạc, sau đó dùng sợi tơ màu kết thành sợi dây. Cuối cùng, bế đứa trẻ cảm ơn tất cả người thân và khách mời rồi bế vào phòng người thân, gọi là rời ủ. Vương Phi Văn Quận Vương chưa đến ngày sinh đã sinh non đột ngột, nhưng cuối cùng mẹ con đều bình an. Là con gái của Văn Quận Vương Phi, lễ đầy tháng này mời rộng rãi các quan viên quý tộc trong kinh thành, dù sao ngoài phủ Quận Vương, mặt mũi của công chúa Chiêu Ninh cũng phải giữ. Tiếng cười của khách mời vang vọng khắp sân, làm cho viện vốn dĩ yên tĩnh cũng trở nên đông đúc, tiếng náo nhiệt xuyên qua tường truyền đến một bên mái nhà khác trên bàn bình hoa đã khô héo chỉ còn lại những cành lá khô cứng cắm trong bình hoa cố gắng giữ một chút tươi mới mạnh tích nhan ngồi trên giường không trang điểm khuôn mặt vốn xinh đẹp trở nên tiều tụy cô nhìn vào chiếc đồng hồ cát trên bàn khẽ hỏi lễ đầy tháng đã bắt đầu chưa người hầu bên cạnh cẩn thận trả lời rồi mạnh tích nhan lạnh lùng nhếch môi Ngày 15 tháng 8, Bùi Vân Ảnh để lính vệ áp giải cô đi. Cô đã chịu khổ mấy ngày, rồi Văn Quận Vương mới đón cô về. Không biết Văn Quận Vương đã nói gì với Bùi Vân Ảnh, cuối cùng Bùi Vân Ảnh cũng thả cô ra. Dù sao cũng không thể tùy tiện bắt giữ chắc phi của Văn Quận Vương mà không có chứng cứ. Nhưng mặc dù đã được thả ra, Văn Quận Vương đối xử với cô không còn như xưa. Mạnh tích nhan hiểu rõ, văn quận vương đã có chốt xa lánh cô vì cô đã cố gắng hại con của phủ quận vương con búp bê bằng đất là do mạnh tích nhan tặng cho mục thăng nói rằng tình cờ có được thấy búp bê dễ thương mang ý nghĩa tốt lành sợ bùi vân thư không thích cô từ chối nên nhờ mục thăng tặng cho bùi vân thư nhưng sau khi bùi vân thư sinh con gái mục thăng phát hiện con búp bê có độc mặc dù đã đón cô về nhưng ánh mắt nhìn cô đã thay đổi Mảnh tích nhan quỳ trước mặt văn quận vương khóc nức nở, vương gia minh dám, thiếp dù có gan trời cũng không dám hại vương phi. Chưa từng nghe đến chất độc tiểu nhi sầu, con búp bê này chỉ là nha hoàn mua ở một tiệm búp bê đất trên phố phía Nam Thành, thiếp nghĩ vương phi sắp sinh nên để lại để chúc vương phi sinh con trai. Nhà hoàn mua con búp bê đã tự sát vì tội vào ngày xảy ra sự việc, văn quận vương cũng không tìm được gì thêm, nhớ lại tình cảm giữa họ không tiếp tục truy cứu, chỉ để cô bị cấm túc trong phủ. Về việc Bùi Vân Thư bị trúng độc, chuyện này không được công khai, công chúa Chiêu Ninh cũng không biết, liên quan đến mặt mũi của phủ quận vương, mục thăng bảo vệ Mạnh Tích Nhan cũng chính là bảo vệ chính mình. Mạnh Tích Nhan ban đầu còn lo lắng vị chỉ huy sứ của đình tiền tư sẽ không buông tha cô, nhưng những ngày này trôi qua, Bùi Vân Ảnh không có động tĩnh gì, dần dần cô cũng yên tâm. Suy cho cùng, phủ quận vương được thánh sùng, Bùi Vân Ảnh cũng phải xem xét danh tiếng của văn quận vương. Hôm nay Bùi Vân Thư tổ chức lễ đầy tháng cho con gái, mời rộng rãi các quý tộc, nhưng cô bị cấm túc không được ra ngoài. Những quý tộc đó đều dài lưỡi, không biết họ sẽ nói gì sau lưng cô. Hơn nữa từ khi cô vào phủ quận vương, lần nào cũng tham dự những bữa tiệc lớn, giờ lại cố tình lạnh nhạt, như đang làm nhục cô. Nghĩ đến lễ đầy tháng, sắc mặt mạnh tích nhan trở nên xanh sao. Cô hỏi người hầu bên cạnh, hôm nay những khách quý nào đến? Người hầu cúi đầu trả lời nhỏ giọng, có phu nhân Thái Phủ Tự Khanh, phu nhân học sĩ Tập Hiền Điện, các sử Tam Tư, liệt kê một loạt người, người hầu lại nhớ ra điều gì, bổ sung. Lục đại phu đến giúp vương phi sinh cũng có mặt. Lục đồng, sắc mặt mạnh tích nhan thay đổi. Ngày đó ở viện tầm phương, cô không để nữ đại phu đó vào mắt chỉ là để làm bia đỡ đạn ai ngờ lại bị người phụ nữ này đánh bại nếu không phải lục đồng phát hiện ra độc tiểu nhi sầu trong con búp bê nếu không phải lục đồng giúp bùi vân thư sinh con nếu không phải lục đồng liên kết với bùi vân ảnh trước mặt mọi người làm sao cô lại như thế này bây giờ cô bị cấm túc trong viện mất mặt hơn nữa bị văn quận vương xa lánh tất cả là do người phụ nữ này gây ra mạnh tích nhan cười lạnh một đại phu ngồi y quán cũng được mời đến làm khách của phủ quận vương còn tường mình trèo cao người hầu không dám nói gì bên ngoài tổ chức lễ đầy tháng tiếng cười không thể giấu được qua tường mạnh tích nhan bước đến bàn những cành lá khô cứng cắm trong bình hoa cố gắng giữ chút tươi mới trông rất đáng thương cô vươn tay vốt ve những cành lá khô Lục Đồng dựa vào việc cứu Bùi Vân Thư mẹ con mà trèo lên, còn cô vì Lục Đồng mà bị nhốt trong viện không thể ra ngoài. Chỉ một bước nữa thôi, nhưng thất bại trong gang tấc, làm sao cô cam tâm? Sự tức giận này đè nặng trong lòng Mạnh Tích Nhan, không thể nuốt trôi. Cô không thể làm gì được Bùi Vân Ảnh, cũng không thể làm gì được Bùi Vân Thư, càng không thể làm gì được Văn Quận Vương. Nhưng Lục Đồng chỉ là một nữ đại phu bình dân, không quyền không thế thân phận thấp kém, chẳng lẽ không động được. Muốn lội vào dòng nước lớn này, cũng phải xem mình có mạng đó hay không. Một tiếng răng rắc nhỏ, cành lá khô trong tay bị bẻ làm đôi. Mảnh tích nhan thu tay lại, môi nhếch lên, quay người bước vào trong phòng ngồi xuống. Đi, gọi người đến đây. Cô nhướng mày, đôi khuyên tay san hô đỏ lấp lánh, ta có việc muốn giao. Trời dần tối. Lễ đầy tháng kết thúc vào buổi trưa, sau bữa tiệc trưa, Lục Đồng ở lại phủ Quận Vương, khám lại cho Bảo Châu và Bùi Vân Thư, đổi phương thuốc mới, dặn phương tư sắc thuốc mới xong, đã là chiều tối. Bùi Vân Thư gọi xe ngựa của phủ đưa cô về y quán mới đi, hàng xóm láng giềng ở Tây Nhai nhận ra xe ngựa của phủ Quận Vương, ánh mắt nhìn Lục Đồng lại thay đổi. Trước là thái phủ Tự Khanh, giờ là phủ Quận Vương y quán nhân tâm càng ngày càng có những nhân vật lớn đến. Có thể thấy vị nữ đại phu của y quán nhân tâm này y thuật thật sự rất giỏi. Đỗ Trường Khanh ngồi trước quầy, thò đầu nhìn theo xe ngựa của phủ quận vương ra khỏi tây nhai mới thu lại, nhìn lục đồng một cái, lười biếng nói, không tệ, ngồi lên xe ngựa rồi. A Thành cầm đèn lồng bước ra, mặt đầy tự hào, đương nhiên, lục đại phu là ân nhân cứu mạng của vương phi. Ân nhân cứu mạng, đỗ trường khanh cười lạnh một tiếng búng một cái lên chán tiểu tử cứ tưởng làm ân nhân cứu mạng dễ lắm à cả ngày thấy kẻ ăn thịt lúc nào cũng thấy kẻ bị đánh ai biết sau này không có rắc rối gì a à, thành ôm đầu ấm ức có rắc rối gì chứ thì có nhiều lắm thôi nói ra ngươi cũng không hiểu đỗ trường khanh cầm đèn lồng trời tối rồi y quán phải đóng cửa hắn bước ra cửa nhớ ra gì đó lại quay đầu dặn lục đồng vọng trên núi vọng xuân chết một người kẻ giết người đến giờ vẫn chưa tìm ra chúng ta hai cô gái yếu đuối không có khả năng tự vệ phải cẩn thận không bị theo dõi không đợi đỗ trường khanh nói hết ngân tranh đã tiếp lời mỉm cười nói biết rồi đỗ trường quầy chúng tôi sẽ cẩn thận chú ý không chạy lung tung đỗ trường khanh chỉ tay cuối cùng nói biết thì tốt dắt a thành rời đi ngân tranh và lục đồng cài then cửa y quán bước vào sân nhỏ. Lục đồng từ phủ quận vương mang về một giỏ quà đầy thắng phát cho các khách mời, trong đó có những thứ tượng trưng cho sự may mắn như trà là và giải lụa. Ngân tranh chọn ra những miếng mứt, sắp xếp các giải lụa, rửa sạch bằng nước, định chọn vài sợi có màu phù hợp để làm hoa lụa cho lục đồng. Cô nương hôm nay đến phủ quận vương có gặp được nhân vật lớn nào không? Ngân tranh ngồi xổm trên bàn đá vừa giặt lụa vừa hỏi lục đồng lục đồng đặt một chiếc ghế nhỏ cạnh cô ấy lắc đầu không cô biết ý của ngân tranh nhưng hôm nay trong số các khách mời của phủ quận vương không có người của phủ thái sư cô tham dự lễ đầy tháng mong rằng phủ quận vương rộng rãi mời khách có thể trong số đó có người của nhà họ tề nếu có thể nhân cơ hội này tiếp cận đối phương thì tốt nhưng xem ra phủ quận vương và phủ thái sư không liên quan nhiều con đường này có vẻ không thông Thấy lục đồng im lặng, ngân tranh vắt một miếng vải ướt, mỉm cười an ủi, cô nương yên tâm, hiện tại nhờ có Xuân Thủy Sinh và Thiên Thiên, y quán của chúng ta ngày càng có vị trí trong giới y học. Hôm nay xe ngựa của phủ quận vương đưa cô về, cộng thêm lần trước là thái phủ tự khanh, danh tiếng của cô chỉ ngày càng lớn. Khi đó những quan gia cũng tốt, nhà giàu cũng được, những nhân vật lớn còn phải mang thiếp đến cầu cô chữa bệnh, không vội một lúc. Lục đồng gật đầu, ừ. Giải lụa rất nhanh được giặt xong, ngân tranh treo từng miếng lên dây thừng trong sân, cẩn thận vuốt phẳng các nếp nhăn. Cộc, cộc, cộc. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa rồn rập, trong đêm nghe rất rõ. Ngân tranh thắc mắc, muộn thế này, ai lại gõ cửa? Có lẽ là bệnh nhân đến cầu khám bệnh, lục đồng nói, với danh tiếng ngày càng lớn của y quán nhân tâm, tiệm thuốc hạnh lâm đường ở phố Tây không làm ăn được, hàng ngày đóng cửa sớm bệnh nhân cầu khám chỉ có thể gõ cửa y quán nhân tâm lục đồng nói để tôi xem phố tây không xa là tửu lâu ban đêm có lính tuần tra lục đồng bước ra cửa tiếng gõ cửa im bặt cô cầm đèn lồng mở cửa gỗ y quán trước cửa không có ai dưới mái hiên ánh sáng đèn lồng đỏ nhạt bị gió thổi lay động gió lạnh ban đêm theo phố dài thổi vào chui vào tay áo ngay lập tức nổi lên một lớp da gà. Phố Tây không có người, yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim rơi xuống đất. Ngân Tranh từ phía sau đi tới, vừa lau tay vừa hỏi: "Cô nương, ai thế?" Lục Đồng quay đầu, đang định nói chuyện, không ngờ một ánh đao sáng lóe lên từ bên cạnh. Ngân Tranh trợn tròn mắt, sợ hãi hét lên. Lục Đồng đứng ở cửa y quán, xung quanh không có gì che chắn, nhìn không kịp tránh né đang chuẩn bị nhận một đao này. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ nghe phanh một tiếng, một bóng kiếm khác từ bên cạnh xông ra, chặn lại mũi đao đâm vào tim Lục Đồng. Có người từ trên trời đáp xuống, bay đến trước mặt cô. Lễ đầy tháng, Tokyo Dream Record. Chương 99, món quà. Đêm đen sâu lắng, mây dày che khuất ánh trăng, trong con ngõ dài yên tĩnh ở Tây Nhai. Tiếng va chạm của lưỡi dao vang lên chói tai. Lục Đồng kéo ngân tranh lùi về cửa y quán, bên ngoài hai bóng người không ngừng giao đấu. Kẻ tấn công ẩn nấp ngoài cửa rõ ràng không phải đối thủ của người còn lại, chỉ qua vài chiêu đã bị đánh bại, bị đối phương đá trúng ngực, lưỡi kiếm kề lên cổ. Người đàn ông mặc trang phục thị vệ quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt hơi nghiêm nghị, hỏi Lục Đồng, "Lục cô nương, có bị thương không?" Lục Đồng lắc đầu, ngân tranh còn chưa hoàn hồn sau cơn hoảng sợ vì bị tấn công vừa nghe người đàn ông gọi lục đồng là lục cô nương liền kinh ngạc nhìn đối phương cô nương người này cô quen à lục đồng nhìn kẻ ám sát bị khống chế dưới đất nói vào trong nói chuyện cửa y quán được đóng lại kẻ áo đen bị người đàn ông kéo vào sân nhỏ ngân tranh đầy vẻ nghi ngờ định mở miệng hỏi liền thấy lục đồng lấy ra một cái bình nhỏ từ ống tay áo bước đến bên cạnh kẻ ám sát bẻ cầm hắn và đổ toàn bộ thứ trong bình vào miệng hắn hành động này làm người thị vệ kia ngạc nhiên ngân tranh cũng sững sờ cuối cùng lục đồng thua tay lại tiện tay ném cái bình rỗng vào thùng tre trong sân ngân tranh nuốt nước bọt nhìn kẻ nằm dưới đất nhỏ giọng hỏi lục đồng cô nương đây là định giết hắn sao người thị vệ bên cạnh nghe vậy kinh ngạc nhìn ngân tranh Lục Đồng nói, chỉ là một chút tán dược làm mềm cơ bắp, để phòng hắn tự sát thôi." Ngân Tranh gật đầu, ngước nhìn người đàn ông thị vệ với ánh mắt lạ lẫm, nhận ra mình nói hớ, vội bổ sung, "Ta nói đùa thôi, chúng ta là y quán trị bệnh cứu người, làm sao có thể giết người." "Nhưng, rốt cuộc đây là chuyện gì?" Lục Đồng cúi đầu nhìn. Trong sân tối đen, kẻ tấn công cũng mặc đồ đen, gần như hòa vào bóng đêm, khuôn mặt lạ hoắc ánh mắt hung ác trông chẳng khác gì một kẻ côn đồ khát máu con dao hắn dùng để tấn công lục đồng rơi trên đất lục đồng nhặt lên chậm rãi vuốt ve sống dao giọng nói bình tĩnh hắn đến để giết ta xâm nhập tư gia mưu sát dưới chân thiên tử mà lại có kẻ tặc dám làm càn như vậy cô nghĩ ngợi một chút mắt sáng lên à vụ án xác chết ở núi vọng xuân vẫn chưa tìm ra hung thủ có khi nào trinh hắn làm không người thị vệ đứng bên muốn nói lại thôi. kẻ áo đen cười lạnh, đừng nói nhảm, muốn giết muốn chém thì cho nhanh. lục đồng mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, chúng ta không thể tự ý hành hạ người khác. kẻ nguy hiểm, tất nhiên phải giao cho quan phủ xử lý. cô cất dao đi, ngân tranh, báo quan. trong phủ quận vương yên tĩnh, lễ đầy tháng đã kết thúc, khách khứa đã về cảnh tĩnh lặng sau bữa tiệc lại càng thêm phần u ám bùi vân thư ngồi trong phòng đắp chăn cho bảo châu định bảo nhụ mẫu bế con bé đi ngủ thì thấy phương tư vén rèm bước vào nhẹ giọng nói phu nhân thế tử đến rồi bùi vân thư ngẩng lên nhìn thấy bùi vân ảnh theo sau phương tư bước vào anh ta vừa trở về từ bên ngoài y phục mang theo hơi lạnh của đêm thu đặt thanh kiếm xuống và bước đến bên cạnh bảo châu Bảo Châu đang ngủ ngon trong vòng tay của nhụ mẫu, chỉ mới đầy tháng, ngoài ăn và ngủ ra không làm gì khác, nhưng nhìn lại khiến người ta cảm thấy yên bình. Bùi Vân ảnh hạ thấp giọng, ngủ rồi à? Bùi Vân thư ra hiệu cho nhụ mẫu bế Bảo Châu vào phòng trong, sau đó nhìn Bùi Vân ảnh và hỏi, sao tự nhiên lại đến đây? Bùi Vân ảnh thở dài, ngồi xuống cạnh bàn nhỏ, vừa rót trà vừa nói, tiệc đầy tháng của cháu gái, ta là cậu tất nhiên không thể vắng mặt chỉ là trên đường bị trễ bùi vân thư nhìn anh ta muốn nói lại thôi hôm nay trong lễ đầy tháng công chúa chiêu ninh cũng đến cô không biết liệu bùi vân ảnh có đến vì điều này hay không anh ta luôn không thích gặp mặt người nhà họ bùi bùi vân ảnh cười hỏi sao vậy bùi vân thư dẹp bỏ suy nghĩ trong đầu làm bộ trách móc hôm nay nhiều phu nhân lén hỏi thăm ta về ngươi ta đoán người thật lòng xem Bảo Châu chẳng nhiều, nhưng xem ngươi thì không ít. Tiếc là ngươi không ở đây, đúng rồi, như sực nhớ ra điều gì, Bùi Vân Thư thấp giọng hỏi, ta nghe quận vương nói, Thái Hậu có ý định chỉ hôn cho ngươi, có thật không? Bùi Vân Ảnh cúi đầu uống trà, cười nói, chỉ là tin đồn vô căn cư thôi. Thái Hậu nếu thật sự có ý này cũng tốt, ngươi cũng không còn nhỏ, nên lo lắng chuyện này rồi anh ta không để tâm, ngươi gấp gì chứ? Tất nhiên là gấp, Bùi Vân Thư trừng mắt nhìn anh ta, hôm nay ta nói chuyện với Lục Đại Phu, mới biết Lục Đại Phu cũng đã có hôn ước. Ngươi còn lớn hơn người ta 4 tuổi, người ta có vị hôn phu rồi, ngươi có cái gì? Ngay cả một người trong lòng cũng không có, chỉ có con chó cay ở đình tiền tư là giống cái, còn bị con chó khác giòm ngó. Bùi Vân ảnh cười khổ, sao ngươi lại so sánh ta với chó? chó còn hiểu chuyện hơn ngươi. Bùi vân ảnh, bùi vân thư nhìn người trước mắt, trong mắt thoáng hiện vẻ lo lắng. Thật ra cô không phải thật sự gấp gáp chuyện hôn nhân của bùi vân ảnh, anh ta diện mạo xuất chúng, tiền đồ rộng mở, một tài tuấn như vậy, người muốn kết thân không đếm xuể. Nhưng hiện giờ anh ta càng được thánh sùng, đứng càng cao, hôn sự lại càng không do mình quyết định. Nếu Thái Hậu có ý chỉ hôn, e rằng vài năm nữa sẽ không còn cơ hội tự mình lựa chọn, giống như cô. Cô không muốn Bùi Vân Ảnh đi vào vết xe đổ của mình, hơn nữa, hiện giờ Bùi Vân Ảnh giống như một thanh kiếm không vỏ, quá sắc bén dễ tự thương, nếu anh ta có người trong lòng, có lẽ làm việc sẽ lưu lại chút tình cảm, cũng tốt cho bản thân anh ta. Bùi Vân Thư dịu giọng, a à ảnh, người nói cho tỷ biết, người thích kiểu nữ tử thế nào? con gái lớn của trung thừa phủ thái úy dung mạo quốc sắc thiên hương hôm nay mẹ nàng còn hỏi thăm về ngươi ta đã gặp qua vị tiểu thư đó đẹp như tiên thật sự là đoan trang bùi vân ảnh xoa chán giọng nói bất đắc dĩ trên đời có bao nhiêu cô gái xinh đẹp ta không thể thích tất cả vậy ngươi thích kiểu nào bùi vân thư nhất quyết không buông tha bùi vân ảnh nghĩ ngợi một lúc nói thông minh thông minh mắt bùi vân thư sáng lên tiểu thư thứ hai của học sĩ tập hiền điện tài hoa hơn người năm tuổi đã biết làm thơ rất thông minh người xem ta không thích làm thơ nhìn dáng vẻ lơ đãng của anh ta bùi vân thư tức giận người đến đây trễ là để chọc giận ta à không phải bùi vân ảnh nghiêm túc nói ta đến đây để tặng quà tránh để bảo châu nói ta keo kiệt bùi vân thư nhìn anh ta tay không quà đâu bùi vân ảnh vừa định nói ngoài cửa vang lên giọng thị vệ xích tiễn chủ nhân người đã bị bắt bùi vân thương ngạc nhiên nghi hoặc nhìn anh ta nhìn xem bùi vân ảnh cười quả đây rồi trước cửa quân tuần phố phường ở ngõ phường kinh mấy người lính tuần tra gọi một bà lão gánh hàng lại mua mấy bát canh cay ngồi trồm hổm trước cửa ăn rất ngon lành sắp đến đầu đông thời tiết ngày càng lạnh ban đêm lính tuần tra rất mau đói canh cay nóng một bát xuống bụng bụng liền nóng bừng thân phục ứng dựa vào cột cửa tuần phố phường vừa cho miếng phổi cay cuối cùng vào miệng thì thấy mấy người đi tới đi đầu là một người đàn ông người này kéo theo một kẻ áo đen kẻ áo đen bị trói chặt tay chân bị người đàn ông kia nửa kéo nửa lôi đi phía sau là một cô gái trẻ ba người này đi qua con ngõ đông đúc thu hút bao nhiêu ánh mắt thân phụng ứng vội vàng nuốt miếng phổi cay không ngờ bị cay đến nghẹn ho sặc sủa lính tuần đi lấy túi nước cho anh ta thân phục ứng uống liền mấy hớp mãi mới ngừng được cơn ho ngẩng đầu lên ba người kia đã đến trước mặt hai người đàn ông anh ta đều không nhận ra chỉ có cô gái đi phía sau là có vẻ quen thân phục ứng còn chưa kịp nói gì cô gái đã nhìn anh ta nói thân đại nhân cô vừa mở miệng thân phục ứng liền nhớ ra chỉ vào cô nói cô là người hành Tây Sơn. Trời phù hộ, anh ta còn nhớ người này. Tháng trước sau vụ án thi cử của Kinh Thành, anh ta nhận được báo cáo nói y quán nhỏ ở Tây Nhai giết người chôn xác. Lúc đó thần phục ứng hăng hái định làm lớn một phen, từ đó tăng thêm thành tích để bước lên đỉnh cao đời mình, không ngờ đến y quán lục soát cả đêm, chỉ tìm được nửa cái đầu heo. Đầu heo, không phải người chết. Lúc đó nhiệt huyết của thân phục ứng liền bị dội một gáo nước lạnh không chỉ vậy không biết nói anh ta may mắn hay xui xẻo còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã nhận được một báo cáo khác nói trên núi vọng xuân phát hiện một xác nam trên người nạn nhân có túi đeo lệnh bài của cấm vệ đình tiền ti lúc đó thần phục ứng cảm thấy đường sự nghiệp của mình có lẽ dừng lại ở đây rồi vị tướng quân đình tiền ti lúc đó ở ngay bên cạnh anh ta lúc đó thần phục ứng cảm thấy mình sẽ không thể thăng tiến thêm nữa vị tướng quân ấy theo anh ta lên núi vọng xuân đối mặt với tình cảnh nghi ngờ như vậy cũng không rõ ràng lắm thân phục ấm giò xét vài lần vẫn không hiểu rõ ý của đối phương chỉ có thể cắn răng điều tra tiếp may là điều tra tiếp chỉ với một túi đeo không thể buộc tội cấm vệ đình tiền ti vụ án tạm thời được dừng lại về lại tuần phố phường cấp trên nghe tin chạy đến mắng anh ta một trận cũng đúng làm loạn một phen như vậy mà chẳng được tích sự gì đừng nói thăng chức làm phật ý đình tiền ti không bị cấp trên giáng chức là may cuối cùng mấy ngày nay thân phục ứng dần bình ổn lại tâm trạng vừa thấy vị nữ đại phu kia bao nhiêu ấm ức lại trào dâng anh ta ho khan một tiếng gạt đám đông bước đến trước mặt mấy người chuyện gì đây ta là đại phu của y quán nhân tâm lục đồng vị nữ đại phu nói tối nay có kẻ xông vào y quán của ta định hành hung bị người chế ngự việc này liên quan đến mạng người đặc biệt dẫn kẻ này đến trước mặt đại nhân thân phục ứng trong lòng khẽ động kẻ nằm dưới đất bị trói bằng dây thừng toàn thân mặc đồ đen nghe vậy không phản đối ánh mắt đầy vẻ hung ác rõ ràng không phải loại tốt lành gì thân phục ứng đi quanh kẻ này hai vòng nghi ngờ nhìn lục đồng hắn sao lại không động đầy người này không dãy rủa bộ dáng mặc người chém giết lo hắn tự sát ta cho hắn uống một ít thuốc của y quán, uống vào thì tứ chi vô lực, để đại nhân thẩm vấn. Nghe không có gì bất thường, nhưng vì vụ đầu heo trước, thân phục ứng đối với lời nói của lục đồng luôn cẩn thận, không dám kết luận ngay, suy nghĩ một lúc, liền gọi lính tuần, mang hắn vào. Lính tuần kéo kẻ dưới đất vào tuần phố phường. Đêm khuya, trong tuần phố phường không có nhiều người, đa phần lính tuần ra ngoài tuần tra. Kinh thành phần lớn thời gian khá yên bình, ngoài vài lần hỏa hoạn, lính tuần chỉ thỉnh thoảng bắt trộm cắp. Thân phục ứng vào phòng, quay đầu, thấy người đàn ông đi cùng lục đồng. Người này cao lớn, mặc đồ thị vệ màu xám, khí độ không giống thị vệ bình thường. Anh ta nhìn kẻ dưới đất rồi nhìn người đàn ông, cẩn trọng hỏi, ngươi là người bắt giữ kẻ này. Người đàn ông gật đầu. Thân phục ứng ngồi xuống ghế giữa phòng, quay sang lục đồng, ngươi nói xem tối nay xảy ra chuyện gì. Lục đồng nói, hôm nay y quán đóng cửa, ta và tỷ nữ về phòng nghỉ ngơi, đột nhiên nghe tiếng gõ cửa ngoài. Ta dậy mở cửa, kẻ này cầm dao xông vào định hành hung, may nhờ vị tráng sĩ này cứu giúp, bắt giữ kẻ xấu, cứu mạng ta. Chờ đã, thân phục ứng nhíu mày, nhìn vị thị vệ kia một cái, muộn thế này, vị tráng sĩ này sao lại đúng lúc ở đây, vừa hay cứu được ngươi nói xong anh ta khinh thường nhìn lục đồng một cái nửa đêm nam nữ ở cùng nhau có thể là người tử tế sao vị thị vệ như vậy nói tại hạ là cận vệ của chỉ huy đình tiền ti bùi đại nhân hôm nay lục đại phu đến phủ quận vương bỏ quên hòm thuốc vương phi lệnh cho tại hạ mang trả vừa đến y quán đúng lúc thấy kẻ xấu hành hung nghe vậy thân phục ứng như bị điện giật vội đứng dậy nói không tròn tiếng phủ quận quận Vương Phủ. Lục Đại Phu đến quận Vương Phủ làm gì? Lục Đồng Bình thản đáp, quận Vương Phi có duyên với dân nữ, đặc biệt mời dân nữ dự lễ đầy tháng của tiểu thư. Thân phục ứng như bị sét đánh trúng. Lần trước thấy vị Đại Phu này, cô ta còn đối đầu với bùi vân ảnh, đầy vẻ thù địch, sao mới hơn một tháng đã trở thành khách quý của phủ quận Vương. Cô ta làm cách nào trèo lên quận Vương Phủ nhanh hơn anh ta thăng chức? nén lại sự ghen ghét, thân phục ứng bước đến trước mặt kẻ dưới đất, đá hắn một cái, nói, khai mau. Ngươi là ai, sao lại hành thích lục đại phu? Tuần phố phường bình thường không nhận được án lớn, thân phục ứng thẩm vấn rất lúng túng, khiến lục đồng và thanh phong đều tỏ vẻ phức tạp. Một lính tuần hỏi, đại nhân, không bằng giao cho hình mục tư. Giao gì mà giao, người biết cái gì? Thân phục ứng ngoài miệng mắng, trong lòng thầm tính, vụ này nhìn qua không đơn giản, lục đồng chỉ là một đại phu bình thường, kẻ ác xông vào không thể là vì tiền, nhưng nói thù hận, cô ta một đại phu có thù gì mà thù lớn như vậy. Rốt kinh nghiệm từ lần trước, thân phục ứng đối với mỗi cáo trạng đều cẩn thận gấp bội, sợ mình lại trở thành kẻ thí mạng. Đang suy nghĩ, đột nhiên nghe tiếng ồn ào bên ngoài, thần phục ứng bực mình ngẩng đầu, ồn ào gì vậy, đừng làm phiền ta suy nghĩ. Lúc này, có người lên tiếng, có vẻ thân đại nhân đã có đầu mối rồi. Thân Phục ứng giật mình, quay đầu, thấy một thanh niên bước vào. Bùi Tướng quân. Bùi Vân ảnh tay cầm dao bạc, cười bước vào phòng, nhìn một lượt Lục Đồng và Thanh Phong, nói, thì ra các ngươi đến sớm. Đại nhân, đây là, thân Phục ứng trong lòng lo lắng, sao Bùi Vân ảnh cũng đến. Lục Đồng lên tiếng, vì chuyện này liên quan lớn Thanh Phong công tử đã báo cho Bùi đại nhân. Không ngờ Bùi đại nhân lại đích thân đến, ngưng một lát, Lục Đồng tiếp tục nói, có lẽ đại nhân nghĩ, kẻ này có thể là hung thủ vụ án núi Vọng Xuân, nên mới bận tâm như vậy. Bùi Vân Ảnh khẽ nhớn mày, không phản đối. Thần phụng ứng nghe vậy càng căng thẳng, người nói kẻ này là hung thủ vụ án núi Vọng Xuân. Trời ạ, à, chỉ vì kẻ này anh ta bị cấp trên giận dữ, nếu thật là kẻ này phạm tội, bắt được hắn chẳng phải là giải hận sao? Lục đồng khẽ gật đầu, ta chỉ đoán vậy thôi. Thần phục ứng cúi nhìn kẻ dưới đất, bất kể người khác nói gì, hắn đều im lặng, vẻ mặt như heo chết không sợ nước sôi. Chỉ khi bùi vân ảnh bước vào ánh mắt có vẻ căng thẳng, nhưng nhanh chóng che giấu. Nói mau, tại sao hành thích? Vụ án núi Vọng Xuân có phải ngươi làm không? Thần phụng ứng đá hắn một cái, không giỏi đe dọa, không nói thật, sẽ bị tra tấn kẻ dưới đất không động đẩy, Bùi Vân Ảnh cười khẽ. Anh ta nói, thân đại nhân, người thẩm vấn như vậy sẽ không có kết quả đâu. Thân phục ứng lau mồ hôi, nhường ghế, cười câu tài, xin Bùi Đại Nhân chỉ giáo. Bùi Vân Ảnh ngồi xuống ghế, nghĩ ngợi một lúc, nghiêm túc nói, thật ra chuyện này ta không nên can thiệp. Nhưng vụ án núi Vọng Xuân liên quan đến danh dự đình tiền ti, ta không thể bỏ mặc. Thân phục ứng, phải phải bùi vân ảnh lại nói trước khi đến đây ta bảo thanh phong lục soát kẻ này tìm được tín vật và điều tra được thân thế của hắn thân đại nhân không trách ta làm quá chứ sao lại trách đại nhân giúp tuần phố phường là việc tốt hạ quan cảm kích không hết anh ta nhận ra bùi vân ảnh rất quyết tâm trong vụ án này đến đây chỉ để làm thủ tục để hợp pháp hơn nhưng tại sao anh ta lại muốn qua tuần phố phường Bùi vân ảnh nhìn kẻ dưới đất, ánh mắt vừa dịu dàng vừa lạnh lùng, khiến người ta khó chịu. Anh ta nói, vương thiện, giờ này chắc vợ con người đã ngủ. Hai chữ vương thiện vừa thốt ra, mặt kẻ dưới đất trắng bệch, thân thể run rẩy. Chàng thanh niên nhìn hắn, dường như thương hại, lại như lạnh lùng hơn. Anh ta nói, chi bằng, giờ mời họ từ phố hoài hoa đến. Ta nói, ta nói. Kẻ dưới đất lập tức hét lên. Thân phụng ứng sững sờ. Người này trước đó còn ra vẻ kiên cường bất khuất, Bùi Vân Ảnh mới nói vài câu đã khai. Nghe kể chuyện trước đây, kẻ chết cũng không chịu khai, người này không chút khí tiết. Nhưng Bùi Vân Ảnh làm sao trong thời gian ngắn đã điều tra được gốc gác của hắn. Anh ta là yêu quái sao? Còn nữa, chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Kẻ dưới đất nói: người ở núi Vọng Xuân không phải ta giết. Bùi vân ảnh ừ một tiếng, kẻ sai ngươi hành thích lục đại phu là ai? Không hiểu sao, thân phục ứng cảm thấy bất an, nhưng muốn ngăn lại thì đã quá muộn. Là mạnh chắc phi, kẻ đó nghiến răng, nói là chắc phi mạnh của phủ quận vương. Chương 100, vị hôn phu. Khi nghe lời khai rằng người đứng sau vụ hành thích là mạnh chắc phi, thân phục ứng cảm thấy choáng váng. Tất cả những nghi ngờ và băn khoăn từ trước giờ đều được giải đáp trong khoảnh khắc này. thân phục ứng cuối cùng đã hiểu tại sao hôm nay Bùi Vân Ảnh lại phải tự mình đến tuần phố phường để hỏi han vụ án này. Thì ra là vậy. Người đứng sau kẻ hành thích lại chính là Mạnh Chắc Phi của phủ quận vương. Mạnh Chắc Phi, đầu của thân phục ứng như muốn nổ tung. Từ khi trở thành người đứng đầu tuần phố phường, thân phục ứng luôn giữ một cuốn sổ nhỏ ghi chép mối quan hệ phức tạp giữa các quan lại ở Kinh Thành để tránh vô tình đắc tội với người khác. Vì thế khi nghe tên Mạnh Chắc Phi và Phủ Quận Vương, thần phục ứng ngay lập tức nghĩ đến mối quan hệ thân thích giữa Phủ Quận Vương và Phủ Chiêu Ninh Công. Bùi Vân Ảnh có chị gái gả vào Phủ Quận Vương làm Vương Phi, còn Mạnh Chắc Phi, dĩ nhiên là Chắc Phi của Quận Vương. Bùi Vân Ảnh bắt được kẻ hành thích ngay lập tức và kẻ đó khai ra rằng người đứng sau là Mạnh Chắc Phi, chuyện này có chút gì đó mờ ám mà không tin thì không được. Tuy nhiên, sân khấu đã được giàn dựng tại tuần phố phường rồi, thân phục ứng không còn cách nào khác ngoài phải tiếp tục diễn tiếp. Với khuôn mặt vô cảm, thân phục ứng nói, người nói láo, mạnh chắc phi và lục đại phu không hề có thù oán, tại sao lại sai ngươi đi hành thích? Kẻ dưới đất nói, ta không biết. Bùi vân ảnh quay sang nhìn lục đồng, lục đồng có vẻ đang suy tư, anh ta mỉm cười hỏi, lục đại phu có ý kiến gì không? Lục đồng lộ vẻ khó xử. Cứ nói đi, không cần sợ. Lục đồng gật đầu, ta và Mạnh Chắc Phi chỉ gặp một lần. Hôm đó quận Vương Phi sinh non, ta giúp Vương Phi đỡ đẻ, nhưng thật ra thai kỳ của Vương Phi vẫn chưa đủ tháng. Tuy nhiên, may mắn là Vương Phi và Tiểu Thư đều bình an. Vương Phi từng nói với ta rằng việc sinh non có điều kỳ lạ, lục đồng nhíu mày, không biết có liên quan đến việc này không? Thần Phục ứng rất muốn lật mắt, Lục đồng chỉ thiếu mỗi việc viết rõ ràng mạnh chắc phi tức giận nên giết người diệt khẩu trên mặt thôi. Anh ta thử nhìn bùi vân ảnh, đại nhân, chuyện này. Bùi vân ảnh thở dài, liên quan đến vương phi, cũng tính là việc nhà của ta, như vậy ta không tiện can thiệp. Anh ta vuốt ve họa tiết chạm khắc trên chuôi kiếm bạc bên hông, thôi thì trước tiên giao kẻ này cho thân đại nhân, nếu người đứng sau thật sự là mạnh chắc phi, ắt hẳn còn có bằng chứng khác. Nhưng, anh ta mỉm cười. Trước đó, phiền thân đại nhân trông coi cẩn thận, đừng để kẻ này chết. Thân phục ứng. Đây là đẩy củ khoai nóng bỏng này sang cho anh ta à? Nghe nói Mạnh Chắc Phi rất được quận vương sủng ái. Việc can thiệp vào chuyện gia đình của những gia tộc quyền quý như thế này chẳng có lợi ích gì cả. Anh ta nếu lấy lòng bùi vân ảnh, lại đắc tội với quận vương, chẳng phải cũng chẳng được gì sao? Thân phục ứng đang định tìm cách từ chối khéo, thì nghe Lục Đồng nói, cũng được, vừa nãy khi chúng ta đưa kẻ này đến tuần phố phường, rất nhiều người đã thấy, chắc không lâu nữa tin tức sẽ lan truyền khắp nơi. Không chừng đồng bọn của kẻ này còn sẽ ra tay, thân đại nhân hãy cẩn thận. Thân phục ứng, cả đường đi đều bị người ta thấy, nói không phải cố ý thì ai tin, đây rõ ràng là muốn kéo anh ta xuống nước cung. Thật là ác độc, nghe hai người này nói qua nói lại, sự hào hứng của thân phụ ứng đã tan biến. Rõ ràng đây không phải chuyện tốt lành gì, dù thế nào cũng sẽ đắc tội người khác, và anh ta lại vô tình dính vào. Thân phụ ứng cố gắng nở nụ cười đau khổ. Năm xưa anh ta vào tuần phố phường kinh thành, một tiền bối đã nói với anh ta rằng, quan trường không có gì phức tạp, chỉ cần biết nịnh bợ, thăng tiến không phải vấn đề. Tên anh ta là Phục ứng, Phụng ứng, nghĩa là biết nịnh bợ thân phục ứng tự thấy mình rất giỏi, cũng nhờ nịnh bợ mà trở thành người đứng đầu tuần phố phương, định sẽ thăng tiến tiếp, nhưng không ngờ từ tháng trước như bị sao quả tạ chiếu, toàn gặp chuyện xui xẻo. Giống như gã tú tài nghèo khó sống lại kia đã nói, gì mà hành Tây Sơn, gì mà thảo mộc địa thượng Bọn họ như cỏ cây vô vị, lúc nào cũng là vật hy sinh của những kẻ quyền quý. Quan trường thật khó khăn. Cái bụng vừa mới no giờ lại căng phồng vì lo lắng. Thần phục ứng hít một hơi sâu, gắng gượng nói, vâng, xin đại nhân yên tâm, hạ quan nhất định sẽ xử lý công bằng, chăm sóc kỹ càng kẻ này. Chăm sóc cái gì chứ, mai từ chức, không làm nữa. Rời khỏi tuần phố phường, đường phố đã lên đèn. Kinh thành không có lệnh cấm ban đêm, buổi tối còn náo nhiệt hơn ban ngày vài phần. Dưới cầu Lạc Nguyệt, quán rượu luôn có người uống suốt đêm, các nghệ nhân biểu diễn thu hút đám đông xem xe ngựa đầy đường lục đồng cùng bùi vân ảnh đi về phía đầu ngõ không để ý đến đám đông người qua lại vẻ mặt bình thản bùi vân ảnh nhìn sang cô hỏi ngươi không bị thương chứ lục đồng lắc đầu từ lúc rời khỏi phủ quận vương về lại y quán nhân tâm bùi vân ảnh đã cho người đi theo bảo vệ cô đề phòng nguy hiểm bất ngờ mười mấy hai mươi ngày trôi qua mọi thứ đều bình yên đến nỗi lục đồng cũng nghĩ rằng sẽ không có nguy hiểm gì thì đêm nay lại gặp kẻ hành thích có lẽ vì ban ngày cô tham dự lễ đầy tháng ở phủ quận vương cuối cùng đã kích động đến mạnh trắc phi vị mạnh trắc phi đó khả năng nhẫn nhịn vẫn chưa đủ thành phong xuất hiện kịp thời cô không bị thương bắt người cũng thuận lợi cô dùng bản thân làm mồi nhử bắt được kẻ này cũng coi như tặng bùi vân ảnh một món quà lớn người bên cạnh nói còn sớm lục đại phu có muốn đi dạo không lục đồng tỉnh táo lại bình tĩnh nói không cần ta còn phải về chế thuốc bùi vân ảnh dừng bước lục đồng ngước nhìn anh ta chàng trai trẻ đứng trong ánh đèn đêm kinh thành được ánh sáng rực rỡ của đèn lồng chiếu vào trông thật tuấn tú anh ta nhìn lục đồng nhẹ nhàng nói lục đại phu dường như luôn bận rộn lục đồng im lặng xa xa giấy cầu lạc nguyệt đèn lồng buộc trên lan can, ánh đèn dọi xuống dòng sông, phản chiếu những mảnh vụn màu trắng bạc, tựa như trăng rằm bị vỡ nát, rải rác trên dòng nước chảy xiết. Ngày rằm hôm đó, cô giúp Bùi Vân Thư sinh nở, đêm khuya cùng Bùi Vân Ảnh trò chuyện dưới cây quế trong sân, ánh trăng tròn trịa hơn hôm nay. Đêm đó, cô nói với Bùi Vân Ảnh, tướng quân, ta tặng ngươi một món quà. Dưới gốc cây, Bùi Vân Ảnh mỉm cười nhìn cô. Món quà gì? Quận vương phi bị trúng độc, tiểu nhi sầu, loại độc này hiếm thấy ở kinh thành. Kẻ hạ độc chắc chắn ở trong phủ, nhưng hiện tại sự việc đã bại lộ, đối phương đã chuẩn bị sẵn sàng. Tướng quân muốn bắt kẻ đứng sau, có lẽ sẽ phải tốn công sức, hơn nữa kết cục không nhất định sẽ như ý. Lúc đó, cô đã nói như vậy. Bùi Vân ảnh lắng nghe đề nghị của cô, không bình luận gì, nhìn cô một lát ánh mắt không rõ vui hay buồn chỉ hỏi lục đại phu dường như rất hiểu rõ mâu thuẫn giữa dân thường và quan lại cô đáp chỉ là nói thật mà thôi anh ta tựa lưng vào ghế nhẹ nhàng gật đầu thỏa thuận sau khi từ phủ quận vương trở về y quán suốt mười mấy hai mươi ngày qua cô vẫn ngày ngày làm việc như bình thường lặng lẽ chờ đợi nguy hiểm có thể đến bất cứ lúc nào nhưng mọi thứ đều bình yên không thấy kẻ hành thích cũng không thấy ám vệ của Bùi Vân Ảnh, cho đến hôm nay. Không biết Bùi Vân Ảnh đã làm gì mạnh chắc phi, khiến cô ta cuối cùng cũng không thể nhẫn nhịn được nữa mà ra tay với cô hôm nay. Còn những ngày trước đó, cô và Bùi Vân Ảnh không gặp mặt, không trao đổi thư từ. Hôm nay Thanh Phong vừa bắt được người, cô vừa đưa người đến tuần phố phường, Bùi Vân Ảnh đã đến ngay sau đó. Không cần bàn bạc trước, không cần hiểu rõ kế hoạch của nhau, dù trước đây hai người còn đối đầu nhau bóc trần và đe dọa nhau nhưng trong vụ này lại có sự ăn ý đến mức khó tin phối hợp một cách hoàn hảo ánh trăng dưới cầu lạc nguyệt bị thuyền đi qua cắt thành nhiều mảnh sáng lung linh tai nghe tiếng nói lục đại phu đang nghĩ gì lục đồng trở lại thực tải nhìn về phía chiếc xe ngựa ở đầu ngõ thanh phong đứng trước xe ngựa đang chờ họ ta đang nghĩ ta nên về thôi cô bước về phía trước bùi vân ảnh gật đầu ta đưa ngươi về không cần quá muộn rồi sợ người khác hiểu lầm dù các cửa hàng ở tây nhai đã đóng cửa nhưng vẫn có khả năng gặp phải người bán hàng rong gần đó bùi vân ảnh với vẻ ngoài thu hút nếu bị người ta nhìn thấy cùng cô vào đêm khuya ngày mai tin đồn sẽ lan tràn lục đồng không muốn tự chuốc phiền phức nghe vậy bùi vân ảnh bật cười không ngờ lục đại phu lại là người coi trọng danh tiết đến vậy anh ta ngừng một lát, rồi tiếp tục, nếu vậy, lần trước khi phu nhân Thái Phủ tự khanh hiểu lầm quan hệ giữa ta và ngươi, tại sao ngươi không giải thích? Lục đồng sững lại, chàng trai nhớn mày, chờ đợi câu trả lời. Trước ánh mắt chất vấn này, lục đồng hiếm khi cảm thấy có chút bối rối. Đồng phu nhân của Thái Phủ tự khanh hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và Bùi Vân Ảnh, đối xử tốt với cô, lục đồng cũng muốn lợi dụng bà để tiếp cận quan lại ở Kinh Thành nên thuận nước đầy thuyền, chấp nhận sự hiểu lầm của bà, thậm chí còn giả vờ thẹn thùng, đẩy con thuyền đi xa hơn. Nhưng cô đã bỏ qua một điều, đồng phu nhân thích giao tiếp, quen biết rộng rãi, nếu tiếp tục truyền bá, chẳng mấy chốc sẽ đến tai quận Vương Phi Bùi Vân Thư. Dù gì hôm ấy trong bữa tiệc trung thu ở phủ quận Vương, đồng phu nhân cũng có mặt. Bùi Vân Thư và Bùi Vân Ảnh là chị em, nên chắc chắn chuyện này cũng sẽ đến tai Bùi Vân Ảnh xung quanh người qua lại tấp nập, sự náo nhiệt làm cho bầu không khí giữa họ càng thêm căng thẳng. Lục đồng chân tĩnh lại, bình thản nói, lời nói của người khác, không giải thích được rõ ràng, ta không quan tâm, tướng quân cũng không cần bận tâm. Thật vậy sao? Bùi vân ảnh mỉm cười gật đầu, nụ cười làm lộ ra lúm đồng tiền quyến rũ, nhưng sao ta nghe nói chính ngươi ám chỉ rằng quan hệ của chúng ta không tầm thường. Giọng anh ta trêu chọc, Ánh mắt đùa giỡn nhìn cô, "Lục đại phu đi khắp nơi phá hoại danh tiếng người khác như vậy, vị hôn phu của ngươi có biết không?" "Người này thật là đáng ghét." Lục Đồng im lặng một lúc, rồi ngẩng đầu lên, mỉm cười nói, "Không cần tướng quân lo lắng, vị hôn phu của ta rất rộng lượng." Anh ta khoanh tay, cười nói, "Thật rộng lượng." Lục Đồng không muốn nói thêm với người này, càng gần đến xe ngựa, cô nhắc nhở anh ta dù sao hôm nay ta cũng giúp tướng quân bắt người rồi chuyện sau này giải quyết thế nào tùy tướng quân ngài chỉ cần nhớ nợ ta một ân tình là đủ cô không phải là người tốt bụng không có lý do gì để mạo hiểm giúp bùi vân ảnh bắt người lý do cô đề nghị ban đầu chỉ là muốn bùi vân ảnh nợ cô một ân tình cộng với mạng sống của mẹ con bùi vân thư với tính cách của bùi vân ảnh trong thời gian ngắn miễn không đụng chạm đến lợi ích của anh ta những việc cô làm ở kinh thành anh ta sẽ không để ý chỉ cần anh ta không gây rắc rối là đủ ta nhớ chứ bùi vân ảnh thở dài nhìn cô ân tình lớn như vậy nói đi người muốn giết ai tiếp theo ta có thể giúp lời này thật hấp dẫn lục đồng nói cảm ơn tướng quân nhưng ta trước đây không giết người sau này cũng không có ý định giết người anh ta thở dài lục đại phu thật là kín đáo lục đồng lạnh lùng, tướng quân thật biết chớp thời cơ. Được rồi, anh ta không giận, chỉ cười nói, người muốn gì làm phân thường. Lục đồng im lặng một lúc, rồi nói, bây giờ không cần tướng quân trả, sau này ta nghĩ ra sẽ yêu cầu. Bùi vân ảnh nhíu mày, người không định lừa ta chứ? Ngài sẽ giữ lời chứ? Bùi vân ảnh gật đầu, xem ra thật định lừa ta. Anh ta nhìn cô, giọng nhẹ nhàng trở lại, hy vọng lục đại phu không yêu cầu quá kỳ lạ nếu không ta sẽ thiệt thòi lớn lục đồng gật đầu ta sẽ cố gắng khi nói chuyện hai người đã đến đầu ngõ thanh phong đứng bên xe ngựa bùi vân ảnh nói đi đi thanh phong sẽ đưa ngươi về lục đồng gật đầu đi đến xe ngựa khi đến gần xe cô nghe bùi vân ảnh gọi cô lục đại phu lục đồng dừng lại quay đầu nhìn anh ta anh ta đứng ở đầu ngõ xa xa đám đông tấp nập, ánh đèn rực rỡ, dưới cầu lạc nguyệt trăng sáng chiếu sáng khắp nơi, chàng trai với kiếm bạc tuấn tú, hòa hợp với khung cảnh phồn hoa này. Bùi vân ảnh mỉm cười, chuyện này đã xong, nhưng không thể nói là an toàn, lục đại phu, người có cần thanh phong tiếp tục bảo vệ không? Lục đồng động lòng, thật sự, có người này bên cạnh sẽ an toàn hơn. Nếu cô chỉ là một đại phu bình thường, y quán nhân tâm, chắc chắn sẽ không ngại chấp nhận lời đề nghị tốt đẹp này nhưng cô không phải những gì cô đang làm ngoài ngân tranh ra không thể để người ngoài biết cảm ơn tướng quân nhưng không cần lục đồng nhìn anh ta giọng bình tĩnh ta hành y bảo chế trong y quán có nhiều độc trùng rắn rết nếu người không biết chuyện đột nhiên vào e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng bùi vân ảnh ngẩn ra lục đồng nói xong đã bước lên xe ngựa màn xe buông xuống che khuất khuôn mặt của cô cũng không thấy được biểu cảm của cô khi nói ra lời gần như đe dọa này thanh phong nhìn về phía bùi vân ảnh anh ta phất tay xe ngựa lăn bánh vào đêm khuya kinh thành náo nhiệt dần dần khuất giang anh ta lắc đầu cười khẽ sau đó đổi lại vẻ lạnh lùng quay người đi về hướng khác bùi vân ảnh trở về phủ tướng quân trong sân nhỏ của phủ tướng quân con chó hoa ngủ dưới gốc cây, từ trong nhà phát ra ánh đèn sáng rực. Vừa vào cửa, Tiêu Trục Phong đã bước ra. Người đàn ông lạnh lùng ít nói này hiếm khi biểu lộ sự lo lắng. Anh ta hỏi: "Thế nào rồi?" "Bắt được rồi." Bùi Vân Ảnh bước vào nhà, vào trong rồi nói. Trên bàn có một đĩa cam đỏ, sắc cam tươi sáng làm cho căn phòng tĩnh mịch này trở nên sống động hơn. Tiêu Trục Phong đứng dựa vào góc bàn, cũng cầm một quả cam lên, cam đỏ tươi mang mùi hương nhẹ nhàng, chua chua, thơm ngọt. Anh ta im lặng một lúc, hỏi, sao lại phải đến tuần phố phương? Bùi vân ảnh trả lời, nếu không gửi đến hình ngục ti, không đầy một nén nhang, phủ quận vương sẽ nhận được tin tức, người nghĩ còn giữ được sao? Giọng anh ta đầy mỉa mai. Tiêu trục phong không nói gì, điều này đúng, ở kinh thành, mối quan hệ giữa các quan viên như một mạng nhện, sợ làm phật lòng ai đó một khi có chuyện trước tiên phải thông báo trước bùi vân ảnh nói yên tâm lần này chắc chắn sẽ kết thúc anh ta liếc nhìn tiêu trục phong ném quả cam cho anh ta tiêu trục phong bắt lấy bùi vân ảnh nói thật không định tranh thủ làm tỷ phu của ta tiêu trục phong im lặng anh ta cười khẩy nhát gan tiêu trục phong vừa định nói gì đó bên ngoài có tiếng gõ cửa bùi vân ảnh trả lời đoạn tiểu yến bưng sổ lính đi vào, đặt lên giá gỗ. Bùi vân ảnh tiếp tục nói chuyện vừa rồi, khích lệ, có người trong lòng thì phải tranh thủ. Tiêu trục phong liếc nhìn anh ta, người có người trong lòng sao? Bây giờ thì không. Đoạn tiểu yến ghé lại gần, nói về chuyện người trong lòng, hôm nay khi ta trực. Các tỷ tỷ ở vườn hoa vẫn hỏi thăm về ngươi, đĩa cam này cũng là do họ tặng. Anh ta vừa nói vừa nhìn bùi vân ảnh, ca, người thích kiểu nữ tử nào, nói ta nghe thử. Tiêu Trục Phong cũng nhìn về phía anh ta. Làm sao mà hôm nay ai cũng hỏi ta câu này, bùi vân ảnh cười khẽ. Anh ta suy nghĩ một lát, rồi chậm rãi nói, người gan dạ một chút. Tiêu Trục Phong hỏi, người gan dạ là sao? Bùi vân ảnh tựa lưng vào ghế, chậm rãi nói, làm thị vệ, không tránh khỏi những trận chiến. Nếu phải tìm một người, Ta hy vọng cô ấy sẽ không sợ khi thấy ta bị thương, còn có thể giúp ta băng bó vết thương. Thà rằng cô ấy vô tình một chút, nếu một ngày ta chết đi, cô ấy cũng không quá đau lòng. Tiêu Trục Phong nhận xét, hiểu rồi, ngươi muốn tìm một người giúp ngươi thu dọn xác. Bùi Vân Ảnh cúi đầu cười nhẹ, có thể. Đoạn Tiểu Yến tròn mắt, nghe ngươi nói, lục đại phu rất hợp đấy. Cô ấy không chỉ có thể thu dọn xác còn có thể báo thù cho ngươi nữa bùi vân ảnh liếc nhìn anh ta đoạn tiểu yến khẽ ho một tiếng ta không có ý nguyền rủ ngươi tiêu trục phong đặt quả cam xuống lặng lẽ lấy dây bút đặt trước mặt bùi vân ảnh đoạn tiểu yến thắc mắc làm gì thế bùi vân ảnh cầm bút lên viết tấu chương tố cáo anh ta nói